trời ơi, mỗi lần em cứ về cái nhà này là nhìn cái nhà cửa nó cứ vắng tanh như chùa Bà Đanh vậy đấy. Nghĩ mà tội thân phận cho cái gia đình của em. Nhà có mỗi một mẹ một con thôi, cứ đi làm cả ngày về là không bao giờ thấy bóng dáng của nó. Cái gì em cũng tự làm cả, đi ra ngoài đường tự làm việc, rồi về nhà em tự làm việc. Nói chung á, mọi việc là em đều tự xử, giết em quen rồi. Ôi, đi về về mệt chết luôn rồi còn phải tự may vá nữa này. Khổ thân em không. Ôi, không nhờ được con cái tí gì cả hết. Xe chỉ ơ mấy kim em luồn kim, ơ mấy kim em luồn kim. Đấy, mỗi lần em hát cái bài này em lại cứ nghĩ đến cái thân phận của em. Em á cứ ví như là sợi chỉ mà chồng em cứ ví như là cây kim ấy. Mà cây kim nó chết quách đi rồi. Bây giờ bởi vậy nhiều lúc cần cây kim để dùng, không có cái gì để dùng cả. Quá ư là buồn. Thôi hát bài khác cho đỡ buồn. Chị là chị hai sinh, tàng tình là chị hai đứng, đứng một mình. Nhiều lúc tay sinh càng sinh, đứng đứng một mình. Nhiều lúc tay sinh càng sinh. Công nhận đấy, mỗi lần em hát bài này xong em thấy em xinh thật đấy quý vị ạ. Xinh quá luôn ấy. Đấy, em hát hình như có ai ủng hộ em ấy, cười khúc khích nữa cơ. Ôi chết, nhà có khách à? Dạ, chào cụ ạ. Dạ, cụ tìm ai ạ? Thậu phải không? Dạ. Không nhận ra anh hả? Dạ. Anh là Thọ nè, Việt Kiều Biêu Ly Nguyễn Trường Thọ, từ Mỹ về kiếm em nè. Cụ ơi, chắc là cụ nhầm nhà rồi. Chứ nhà con không bao giờ mà quen ai là Việt Kiều mà tên là Biêu Ly Nguyễn Trường Thọ cả. Không có nhầm đâu. À, đây có phải là ngõ 6, dạ, khu phố 6, phường 6, số nhà 286, xẹt 66, xẹt 16, xẹt 6, đường Võ Thị Sáu? Dạ, bây giờ không phải trời tháng 6 mà tại sao mưa ướt áo ạ? Cái gì? Dạ, cụ đọc kiểu gì mà mưa nó tầm tã bay lên mặt con ạ? Dạ, đúng, đây là địa chỉ nhà con rồi. Nhưng mà cụ tìm ai ạ? Ủa, nói vậy em không phải là Hậu vẫn hay trích chát hàng đêm trên internet với anh sao? Dạ, lúc nãy mưa tầm tã, bây giờ lại mưa lã chã ạ. Là cụ già quá nên nói tới đâu phun mưa đến đấy à. Dạ đúng, đây là nhà con rồi ạ. Nhưng mà cụ tìm Hậu. À đúng rồi. Dạ, con là Hoa, con gái của con là Hậu. Cả cái làng này ai cũng kêu mẹ con là Hoa Hậu. Mẹ con là tự tin thế ớn, tự xưng mình là Hoa Hậu chứ. Dạ vậy là cụ là khách rồi ạ. Khách quý lâu ngày đến nhà chơi. Dạ, 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 mời cụ ngồi ạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, để con lấy nước cho cụ dùng nhá. Khỏi, 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 có nước suối rồi. Dạ, cụ ơi, không được đâu. Người ta nói ấy, khách tới nhà không trà thì nước, để con lấy nước cho cụ. Chết, hết trà cụ ạ. Cụ đợi con lấy nước khác cho cụ nhá. Ủa, nước dừa hả? Dạ không, đây là nước mưa mà đựng trong gáo dừa ạ. Đấy, cụ biết không? Mấy khi mà ông trời ông phun mưa xuống, vừa phun một khát là con phải lấy lu con hứng ngay. Cụ uống cái nước này ấy, nó ngon mà nó ngọt, nó còn tinh khiết hơn cả cái nước suối nhà cụ đấy ạ. Cảm ơn. Dạ, cụ dùng ngon nhá. Cụ ơi, cụ uống khéo khéo gạt mấy con lăng quăng ở trong lu ấy. Cụ ơi, cụ đừng phun. Ông bà ta có nói ở dơ thì sống lâu. Cụ cứ uống nuốt hết là cụ thọ lâu lắm cụ ạ. À. Dạ, dạ. Cụ uống ngon nhá. Chết cụ ơi. Cụ ngồi yên. Úi trời ơi. Úi trời ơi cụ ơi, con xin lỗi cụ, nhà ruồi muỗi nhiều quá cụ ạ. À. Để con đập tiên sư chúng nó. Muỗi dám bay vào mồm khách này. Muỗi dám bay. Ôi chết rồi cụ ơi, nó lại vo ve vào miệng của cụ rồi. Cụ đứng đây đợi đó, con đập đấy. Trời ơi. Dạ, dạ sao ạ? À? Cái này là một ruồi chứ đâu phải con ruồi đâu. Con nốt ruồi hả cụ? Ôi chết. Thế Việt Kiều về là cứ phải có con ruồi đậu trên mồm đấy hả cụ?
Phải, con mình tôi có à. À, thế là cụ độc quyền chứ gì. Dạ, con xin lỗi cụ, tí thì nữa là cụ dụng hết cả răng rồi. Dạ, không còn cái răng ăn cháo. Dạ, à, cụ ơi, dạ, mời cụ ngồi. Dạ, con hậu đậu quá. Cụ ơi, thế hôm nay cụ đến nhà của con là hình như là cái hậu nó có người ở nước ngoài gửi quà gì về cho nó hả cụ? Dạ, đâu có. Dạ. Con xin tự giới thiệu. Dạ. Con là người yêu của hậu. Ủa, bác sao vậy bác? Dạ. Bác sao vậy? Dạ, không sao ạ. Dạ, bác ơi, bác là má của hậu mà bác kêu con bằng cụ nghe kỳ quá. Dạ, thật sự tôi không biết ai kỳ, chứ tôi mà kêu cụ bằng con nó mới là tổn thọ tôi đấy cụ ạ. Thế năm nay cụ bao nhiêu tuổi ạ? Đấy, nghe cụ nói xong mà con ho sặc sụa luôn, sắc chết luôn. Cụ bao nhiêu tuổi ạ? Dạ... Cụ bao nhiêu? Khó nói quá, bác đoán thử coi. Cụ tầm 70 chưa? Dạ chưa tới. Chứ bao nhiêu ạ? 69. Cứ 70 với 69 cũng như nhau, còn rút bớt tuổi làm cái gì? Bớt tuổi nào hay tuổi đó. Thế sao mà... Tại sao cái con hậu nhà con nó quen cụ từ lúc nào mà con không hay biết nhỉ? Thật sự là cụ quen với nó từ lúc nào hả cụ? Dạ, tại vì con với hậu á hẹn nhau lúc giữa đêm không à. Cái gì? Cái hậu nhà con và cụ quen nhau vào lúc nửa đêm? Cái con điên này nó dám hẹn cụ tò te tú tí vào nửa đêm hả? Dạ không phải, ý con nói là con với hậu chích chát với nhau trên internet lúc nửa đêm, bị lo bàn tính chuyện tương lai cho nên nói hơi lâu. Dạ. Dạ cụ ơi, con nói cụ nghe, tương lai cụ không còn nữa đâu, đừng bàn nữa nhé. Với lại ấy, con thấy là cái tình hình tại sao là con của con ấy mà con bán biết bao nhiêu heo gà lợn qué để mua cho nó mỗi một cái computer để nó học hành. Cuối cùng nó lại lên mạng nó chít chát, quen ngay một cái ông già như là cái ông cụ cố tổng. Thơm thật ấy. Mà cụ này, sao mà cụ già mà cụ lấy vợ muộn thế? Sao không lấy sớm sớm tí? Cụ chọn người cho xứng đôi vừa lứa. Cụ lấy con gái nhà con, người ta nhìn vào người ta lại bảo cụ là già mà ham chơi chống bỏi đấy. Trống gì cũng được, miễn còn kêu là tốt rồi. Sớm có gõ được hay không nữa mà đòi kêu. Ôi trời ơi. Ôi mời ngồi cái. Để tôi kêu khách ra, tôi kêu con tôi ra nhá. Hậu ơi, ra có khách kìa. Ôi trời. Mẹ gọi con à? Đang bận quấn cả tay xong nhà ấy. Ê chứ, nhà mình có khách hả mẹ? Dạ con bẩm cô. Cái bà nội bà ấy, người yêu của bà đấy, qua mà gặp gỡ giao lưu đi. Con làm gì cứ người yêu già thế? Này người yêu à? Người yêu gì mà già thế? Cái này người yêu người... Trời ơi, đây phải hậu không? Sao cầm mã tấu giống đầu gấu vậy? Xin lỗi cụ, mà cụ là ai? Trời ơi hậu, em không nhìn ra anh hả? Billy Nguyễn Trường Thọ nè. Billy Nguyễn Trường Thọ? Ừ, người vẫn chích chát với em hàng đêm đó. Tên nghe nom cũng quen, sao mà không giống hình internet? Trời, chắc là anh vốt tấm mình 20 năm rồi phải không? Đâu có, 30 năm. Thế nickname của cụ là gì? Trẻ mãi không già. Trẻ mãi không già. Có bao giờ trẻ đâu mà bảo già. Chứ còn nickname của tôi là gì nào? Nhỏ hoài không lớn. Con này nó dở người. Đúng thật không? Ấy. Nhỏ hoài không lớn. Mình bé thì giấu đi còn vạch cho người ta xem. Con này con điên. Anh, đúng là anh Thọ của con rồi đấy mẹ. Anh Thọ. Sao ôi, anh già thế? Thật sự ấy, nhìn hai người tình tứ nhau mà tôi cứ ngỡ như là ông và cháu. Ôi. Mẹ ôi. Này, con xin giới thiệu với mẹ nhé. Đây là anh Thọ, Billy Nguyễn Trường Thọ, Việt kiều Mỹ đấy mẹ, vị hôn phu của con. Anh, chào mẹ đi anh. Dạ, con chào má. Ôi trời ơi, cao đất dài ơi. Mẹ, sao mà tôi không có phúc như thế này. Mẹ,
mẹ gặp con rể tương lai sao lại buồn là thế nào? Mẹ đây, mẹ là người đầu tiên trong làng có rể Việt kiều Mỹ. Mẹ phải hãnh diện lên. Hãnh diện cái gì mà hãnh diện? Mẹ nhìn con rể tương lai của mẹ, mẹ cứ nhớ gương mặt của ông ngoại con ngày sắp mất con à. Trời ơi, trời ơi. Mẹ này, trời nó linh tinh là trời nào trời. Tinh tinh. Ai nhỉ? Anh bảo em đấy, là tháng tới mới về. Sao lại đổi ý đột ngột, làm người ta chưa có chuẩn bị gì hết. Anh cũng tính vậy quá, nhưng mà tại vì anh nhớ em quá, không ăn được, ngủ được, cho nên anh mới đổi đại vé về với em đó mà, honey. Dừng qua đi. Ủa, má em có bầu hả? Bầu cái đầu nhà ông ấy. Ông nghĩ sao mà bầu? Cứ tôi nhìn hai cảnh hai người ái ân nhau mà tôi nổi hết cả da gà đây này. Cơm bố không ra bố, con không ra con, chả ra cái gì cả. Anh đợi em xíu nhá. Em nói chuyện với má em. Mẹ này, từ nay đừng gọi anh ấy bằng cụ nữa nhá. Anh ấy là rể tương lai của mẹ đấy. Anh có chuyện gì nói với mẹ nói đi. Dạ. Dạ thôi, cụ cứ đứng một chỗ đi. Cụ mà di chuyển đến đây chắc là đến Tết năm sau đấy cụ à. Để con đến cho nhanh nhá. Dạ. Cụ có chuyện gì muốn nói cụ nói đi ạ. Dạ sao ạ? Dạ con tính về đây gặp má để bàn cái chuyện đám cưới con với Hậu đó mà. Dạ thôi, khỏi bàn tính, cụ cứ đưa nó thẳng qua nước Mỹ hộ tôi nhá. Chứ cưới hỏi là tôi nhục như con cá nục nhá. Con ơi trời ơi. Dạ nhưng mà ý con này mà... Này xin lỗi nhá. Tôi đây không dối hơi mà để khiêu vũ với bầy sói nhá. Mẹ ơi trời ơi là trời. Đời người con gái có một lần. Con cứ tưởng là mẹ muốn một cái đám cưới thật linh đình để cho nở mày nở mặt với hàng xóm. Nở nồi thì có ấy cô à. Cô nghĩ sao mà cô đám cưới với cái ông già này. Cái ngày đám cưới đi ra đường tôi với cô nhìn vô ai biết ai là cô dâu hả cô nỡm. Ôi trời ơi, tôi cứ tưởng tượng cái cảnh hai người cưới nhau, thật sự tôi lại cứ buồn nôn. Má ơi, má có sao không vậy? Cảm ơn anh, tôi không sao. Nhưng mà nhìn anh hình như có trăng thì phải đấy. Anh có vấn đề gì phải không? Sao má hay vậy? Ừ. Con muốn restroom. Cái gì? Trời mùa hè nóng nực mà bị rét run à? Mẹ quê quá. Restroom là đi tiểu tiện đây. Dạ. Tiểu tiện thì đi nhanh đi, vãi hết cả ra nhà người ta nữa này. Em lấy giùm anh cái vali cái, trời ơi. Lại còn vali nữa cơ, trời ơi. Nhanh nhanh đi. Đây này em ơi. Công nhận đồ Mỹ cái gì cũng bự cả. Vali cao hơn em đấy. Ừ. Đây đây đây. Ơi. Cái gì nó đây? Chắc là lấy cái bô ra đi tiểu sao? Cái gì bô đâu mà để trong vali? À. Má sao tưởng tượng quá. Trời ơi. Cái này là cái thuốc gì đây? Thuốc bổ thận, anh uống thế nước. Mà chắc anh mua lộn thuốc hay sao á. Anh mua toa vua Minh Mạng mà nó bán anh vua Tử Đức mới chết chứ. Cậu quá đi mất. Thôi anh đi. Đi đi nhanh lên, vãi cả ra nhà người ta kia kìa. Đi đâu đây? Dạ thì đi vô tiểu. Đấy phòng ngủ hai mẹ con tôi. Chưa tới toilet đâu. Ở đây không có nhà vệ sinh, đi thiên nhiên hộ cái. Đi ra bụi chuối kìa kìa. Nhanh nhanh cái đi. Ôi trời ơi. Đi cẩn thận đấy nha. Hôm nọ có ông hàng xóm hôm qua ông đi nhờ đấy. Đi kiểu gì cái con rắn hổ mang nó nhìn cái nó phập cái mất luôn của quý. Trời ơi. Đi qua chỗ khác đi. Dạ đi đi qua đây nha. Qua cái bụi tre ngay góc bên này. Xin hỏi một câu tế nhị. Dạ sao ạ? Có bị tiểu đường hay không? Dạ không biết có hay không mà bác sĩ cấm ăn ngọt. Thôi đúng rồi, vậy là tiểu đường rồi. Thôi đừng có đi chỗ đấy. Nước tiểu nó ra nó ngọt để mấy con kiến lại tưởng cây mía nó bu vào nó rỉa cho bằng hết đấy. Trời ơi. Sao nhà này giống sở thú vậy? Toàn là động vật thích ăn thịt không à. Thôi đi ra đây. Lộ tôi cái đi. Ông đi từ đấy thì chắc mặc quần ông ướt hết. Cẩn thận nha anh nhá. Đấy. Trông dáng ấy xinh mẹ nhé. Cứ vừa đi vừa khép y như là gái Nhật ấy. Yêu ơi là yêu. Gái Nhật cái gì mà Nhật? Cô mắt cô bị lộn chồng rồi à? Cô nghĩ sao mà cô đi lấy một cái ông già, già khú, già khắm như thế?
cô lấy về mà cô gãi lưng cho người ta hả? Thì mẹ vẫn dạy con là gừng càng già càng cay. Cay cái nỗi gì mà cay. Này, nói có sách mách có chứng nhá. Người ta Việt Kiều về toàn đô, thằng cha này toàn thuốc là thuốc không thôi. Chả có tí quà cáp gì hết. Đây này, mới vừa mở ra là tao thấy ngay đây này, đấy thấy chưa? Hồ sơ bệnh lý, bệnh nhân Billy Nguyễn Trường Thọ, căn bệnh suy thận kinh niên, triệu chứng 20 phút bị đi tiểu một lần. 20 phút bị đi tiểu một lần. Sao không mặc tã luôn đi? Con đi nhiều lần làm gì cho nó mệt? Ôi giời ơi là giời. Dễ với trẻ gì. Cái gì đây? Đông trùng hạ thảo, tam tinh bổ thận, hải cẩu hoàng. Toàn những cái thuốc gì. Còn cái gì nữa đây? Cương dương bền bỉ, có hiệu quả ngay từ lần uống đầu tiên. Ôi giời ơi, toàn ba cái thuốc linh tinh. Còn cái thuốc gì nữa đây? Vãi cả da. Đấy, đúng rồi. Thằng cha này nó uống thuốc này chả chắc gì nó vãi hết cả nhà mẹ con mình con ạ. Cái thuốc này là Vigaza. Vigaza là chữa bệnh gì hả con? Hình như nó là tăng cường tâm sinh lý đấy mẹ. Tăng cường tâm sinh lý. À, cái thuốc Vigaza này hợp với mẹ. Mẹ lấy đi. Được rồi. Con cất cái vali này, con trả cho lão nhá. Rồi phế thảo lão ra khỏi nhà ngay cho mẹ nhá. Mẹ không muốn nhìn mặt cái loại người này tí nào hết. Không có phế thải được đâu mẹ ơi. Con ấy chỉ cần người làm hôn thú đưa con sang Mỹ thôi. Già thế này chứ mà còn già hơn nữa đưa con sang Mỹ con cũng bằng lòng. Dạ cô ngồi đây để tôi đưa cô lên đầu của tôi thờ cô nhá. Cô nghĩ sao thế hả cô? Cô đi lấy một cái ông già như thế. Ông khai với tôi năm nay ông 69 tuổi nhá. Nhưng mà thưa với cô nhá, Việt Kiều về đây ấy là hay rút tuổi bớt đi bớt lắm đấy. Ông ấy không chừng là ông ấy là 80-90 rồi. Thôi mùi giời ơi, cô mà lấy cái ông già đấy hả? Về hả? Có mà mai mốt sống không bao lâu thì thành quá phụ ngây thơ, hiểu chưa? Tuổi tác đối với con không thành vấn đề. Nhưng mẹ vẫn hay dạy con á, là một, lấy người thật trẻ để ăn đời ở kiếp. Hai á, là lấy người thật già cho nó chết sớm, đặng đi lấy chồng khác. Cái con này con điên. Đặng thật già cho mau chết. Này, cái loại người đấy nhá, sống không chết, sống không sống mà chết không chết nhá. Nó cứ ngáp ngáp rồi nó đơ củ tỏi ra đấy. Cô phục vụ người ta là cô phí cái tuổi xuân của cô hiểu chưa? Con xin mẹ cứ yên lòng. Hễ mà lão ta bị bại liệt là con ly dị ngay. Ly dị cái gì? Cô thì cái gì cô cũng nói được thôi. Mà xem lại vấn đề người ta đi. Có tiền bạc của cái vật chất gì hay không? Anh ấy khoe với con ấy là anh ấy ăn tiền bệnh mà mẹ nhá. Bên Mỹ anh ấy nói là có bệnh là có tiền, cứ nằm ra là có tiền ấy. Sao cái con này nó dở người thật. Có bệnh là có tiền đấy, mày về mày phục vụ nhá. Sung nó rơi đầy mồ mày nhá. Sao mà tao mua cho mày cái computer ấy để mà lên internet chat chít thì cũng lựa cái người ấy cho nó hợp với mình. Lựa ngay cái ông già. Ôi giời, con với trẻ cái. Trẻ tuổi nó thích con à? Con thử quen mấy thằng rồi mà cứ mỗi lần lên mạng là nó cứ bắt con cởi tuốt tuần tuột ra. Sao mày không cởi ra luôn đi? Này, kinh quá. Cái gì mà... Chết con ơi, mẹ nhìn kỹ rồi. Con đừng cởi nha, tuyệt đối không bao giờ được cởi. Tại vì khi con cởi ra thì nhìn trên internet người ta sẽ nhìn ra con là mặt thì phụ huynh mà thân thể thì sơ sinh nhá. Không nên con ạ. À. Ôi giời ơi, kinh quá con ạ. À. Đấy, mẹ thấy chưa? Cái gì trên người con cũng bé tí. Mà nhá, đàn ông bây giờ háo sắc lắm mẹ nhá. Đàn ông bây giờ háo sắc á? Đàn ông thời nào cũng háo sắc cả cô ạ. À. Chả chắc thế mà mẹ con mình ế chỏng gọng ra đây này. Ôi giời ơi là giời. Năm ngoái, mẹ cũng có nhờ con lên internet tìm hộ mẹ một ông. Nhưng mà con đâu có dám, lỡ mà người ta bắt mẹ tuốt tuồn tuột như con thì sao? Cấm tuốt tuồn tuột là cởi ra gì? Vâng đúng ạ. Úi dồi, cởi ra thật đấy. Con ơi, thôi đừng cởi. Mẹ mà cởi ra trên thân thể mẹ có mỗi hai con ốc vít. Chết mẹ xấu hổ lắm con à. Đây, mẹ mà cởi ra đi, hai con ốc vít làm nổ tung màn ảnh computer của con đấy. Ôi giời, thôi. Cô thì lý luận, lý sự, cái gì cũng nói được. Đi về đi ra ngoài xem cái thằng giờ chồng tương lai của cô nó chết bờ chết bụi đâu rồi. Xem quần áo có cần thay quần cho nó không. Đi vãi hết cả ra ngoài đường bây giờ. Anh
Anh Thọ ơi, anh Thọ có còn Thọ hay không anh Thọ? Công nhận cái nhà này có cái tượng giống người quá. Rõ ràng là mình đi đúng địa chỉ mà sao không thấy ổng đâu ta? Ủa kỳ vậy ta? Ổng đâu mất tiêu rồi? Này cô. Ý trời đất ơi, hết hồn. Cô hỏi người hay là cô hỏi ma? Ủa bác, con xin lỗi, nãy giờ con tưởng cái tượng. Cô nghĩ sao thân thể ta này mà bảo tượng à? Tôi là người nhá. Cô tìm ai? Dạ, tìm ông Billy Nguyễn Trường Thọ bác. Ừ, xin giới thiệu với cô là ông Billy Trường Thọ đang ở đây nhá. Ủa gì hả, ông đâu rồi bác? Và cô là cái gì của ông Billy Nguyễn Trường Thọ? Dạ. À. À. Người ta bảo mà Việt Kiều về đây lắm đô là lắm đào. Vừa hẹn với con mình xong bây giờ lại hẹn thêm một con khác đến đây nữa. Để mình kêu con Hậu ra cho nó biết tay nhá. Hậu ơi, ra mà có khách nữa đây. Ra đây mà xem này. Ai đây? Đấy, mày nhìn đi, mày nhìn kỹ đi, mày so sánh đi. Ai? Giơ hai tay lên đi. Giơ hai chân ra đi. Đấy, thấy chưa? Chân mày cũng cụt hơn chân người ta. Tay mày cũng cụt hơn tay người ta. Mày thấy chưa? Người ta chân dài tới nách, còn mày nách dài tới chân. Mày nghĩ đi. Ai đây? Mày so bì được không? Xin giới thiệu với mày nhá. Đây là con bồ nhí mới của ông Billy Nguyễn Trường Thọ nhá. Nó về đây để nó đánh ghen nhá. Này, tôi nói cô biết nhá. Ông Billy Trường Thọ có đến đây, nhưng mà nãy giờ tôi trân trọng báo cô biết là mẹ con tôi chưa hề đụng đến một cọng lông tay, cọng lông chân nào của ông đấy. Dạ. Nếu mà lông ông ấy có rụng thì do ông ấy già của ông ấy tự rụng nhá. Và tôi báo cho cô biết nhá, cô mà đụng đến mẹ con tôi nhá, cô đừng có hỏi tại sao mà đít cô cắm vào cổ mà mặt cô bổ làm đôi, răng môi cô lẫn lộn nhá. Bác bình tĩnh. Dạ, con xin giới thiệu, con là con của ông Billy Nguyễn Trường Thọ. Ồ, thế hả? Sao nãy giờ không báo sớm? Bác đâu có cho con nói đâu. Ôi dồi ôi, tí nữa thì đầu rơi máu chảy ra đây rồi. Xin lỗi cô nha. Dạ, ba con đâu rồi? Sao mà cứ giang hồ thế nào? Anh đi đâu lâu thế là người ta đợi mà. Ba. Trời đất ơi, phải đi cuối cái làng này mới có chỗ vậy vảnh vẻ mới giải quyết được chứ. Ba. Nè, nãy bác gọi con bằng con, bây giờ gọi bằng ba nghe kỳ quá. Dạ, phẩm đưa cô. Cụ già quá, cụ lãng tai rồi. Bị đi tiểu vặt bây giờ còn lãng tai nữa à. Con gái cụ đến tìm cụ đây. Con nè ba. Ủa Diễm, sao con biết ba đây? Thì con đi làm về, con nghe con Hương nó nói ba đi Việt Nam. Rồi con phải sắp xếp hết mọi công chuyện bên Mỹ đi, con về con thưa chuyện với ba đó ba. Chuyện gì? Tao với mày không có chuyện gì để nói hết trơn. Hồi tao ở bệnh á, mày với hai đứa em mày có quan tâm tới tao đâu hả? Bây giờ rước về tới đây đặng tính cản đường tao lấy vợ hả? Mày đi về đi, cấm xía cho chuyện của tao hay chưa? Ba hiểu lầm tụi con rồi mà ba. Dạ. Cô ơi, hình như là bố con nhà cô có việc riêng gì muốn nói chuyện đúng không? Dạ. Thôi cô qua đây cô ngồi cô nói chuyện với bố cô đi. Dạ con ngồi rồi, bác ngồi ở đâu bác? À, nhà tôi thì cũng nghèo lắm, có mỗi hai cái ghế thôi. Hai bố con cô ngồi đây nói chuyện thì hai mẹ con tôi vào nằm nhá. Vào nằm con ạ. Ừ. Anh ở đây nói chuyện với con. Em vào với mẹ tí nha. Cưng lắm nha. Cô lại đây tôi bảo này. Cô nhìn lại cái dung nhan của cô đi. Cô đứng cạnh con của người ta đấy. Cô còn bé hơn con của con người ta đấy. Mày đặt mẹ mẹ con. Nghe nỡ mấy cả người đây này. Đi vào. Ôi giời ơi. Vào tôi huấn luyện tôi dạy cô lại tí. Ba à, tụi con nghe ba về đây cưới vợ, mà vợ của ba nhỏ hơn ba tới mấy chục tuổi lận. Tụi con không có thể nào chấp nhận được ba à. Không chấp nhận hả? Tụi bay ích kỷ lắm, chỉ nghĩ tới tụi bay thôi à. Má mày mất tao hơn 20 năm. Nếu tao ham lấy vợ, tao đã lấy lâu rồi. Tao có vậy lo cho tụi bay. Đứa nào bây giờ gia đình cũng yên vui hạnh phúc. Nhưng có hạnh phúc rồi, tụi bay quên luôn ông già của tụi bay.
weekend không có đứa nào về thăm tao đâu. Một cú điện thoại hỏi thăm cũng không có nữa mà. Vậy tao kêu về không có đứa nào chịu về hết trơn. Đứa nào cũng có kiếm lý do này lý do kia, không bận chuyện này thì bận chuyện khác. Tao có ba đứa con ở cùng một thành phố mà lối xóm người ta cứ tưởng tao có một mình. Ba, tụi con bận thiệt mà. Ba biết rồi đó, ở bên Mỹ đứa nào ngày thường cũng làm hai ba job hết á, còn ngày weekend tụi con ở nhà phải về nhà rồi hút bụi lau nhà dọn dẹp nhà cửa rồi còn phải lo cho mấy đứa nhỏ nữa. Tụi bay đâu có thấu hiểu nỗi cô đơn của người già như tao. Nuôi con khôn lớn á là muốn chia sẻ niềm vui với con mà con không hề bận tâm. Tụi bay còn sợ trách nhiệm, đứa nào cũng lâm le đòi bỏ tôi vô viện dưỡng lão hết. Ba, ba hiểu lầm rồi. Ở Mỹ á, con cái mà đưa cha mẹ vô nhà già là không phải trốn tránh trách nhiệm mà vì vấn đề y tế. Ba biết rồi đó, người già thì lúc nào cũng nhiều bệnh hết trơn á. Mà nếu ba ở với tụi con đi, lỡ như ba bị bất trắc chẳng hạn như là tai biến mạch máu não thì đâu có tụi con bên cạnh để cấp cứu cho ba, phải không? Còn nếu ba ở trong nhà già thì có nhân viên y tế, bác sĩ sẽ cấp cứu cho ba ngay nếu ba có chuyện gì. Nhưng mà bây giờ ba đâu có vô nhà già đâu mà ba nói. Chưa vô nhà già mà tối ngày nhìn quanh một mình, tao thấy cô đơn lắm mà tao không muốn quấy rầy tụi bay. Cho nên tao phải bước thêm bước nữa, kiếm một người bạn ở tuổi xế bóng, hiểu chưa? Ủa bác, nãy giờ bác lén nghe ba con nói chuyện hả bác? Nói chung tôi cũng không muốn nghe lén gì đâu. Nhưng mà cô biết rồi đấy, nhà tôi là nhà tranh vách đất. Bây giờ tôi có nằm, có bò, có quỳ, có trườn bò gì kiểu gì tôi cũng nghe được chuyện bố con cô thôi. Nhưng mà nghe qua câu chuyện ấy tôi thấy đúng đấy. Cô phải lo cho bố cô đi, ông ấy già rồi, cô đơn lắm. Tôi đây này, mới từng tuổi này đây này, đã cô đơn vò võ nằm một mình chịu không nổi đâu cô ạ. Thấy chưa, tụi bay không lo cho tao á, tụi bay phải xúi tao lấy vợ để có người khác lo cho tao chứ, cản hoài là sao? Ba, con đâu có cản ba lấy vợ đâu. Đằng này ba lấy cái người gì đâu mà nhỏ hơn ba tới mấy chục tuổi lận. Ba, con nói nha, năm nay ba 74 tuổi rồi. Đấy, thấy chưa, tao nói mà, Việt Kiều về là kiểu gì cũng rút bớt tuổi. Đó, ba 74 tuổi rồi đó, con nhìn ba đó, con còn thấy ớn nữa đó. Muốn chi là cô hậu mới hai mấy tuổi, sao ôm ba được á ba? Con ạ. Bật đèn đi thì cũng chả có sao đâu con ạ. Gớm, bà lùn quá, có với nổi cây đèn không mà cứ đòi tắt. Chân thì ngắn, với tắt đèn. Nè, chị hỏi thiệt em nha, em yêu ba chị thiệt hả? Hổng mày, phi ăn xê của tao mày kêu bằng em hả? Kêu bằng má. Em nói thiệt với chị đi. Má. Dạ. À, má nói thiệt với chị đi. Trời ơi, bộ má yêu ba chị thiệt hả? Mà em má yêu ba chị gì tiền phải không? Này, thôi cô đừng nói linh tinh nữa. Yêu làm sao được mà yêu? Cô nhìn đi, một người già và một đứa trẻ con yêu nhau làm sao được? Mâu thuẫn quá. Nó, con tôi mà có yêu bố cô chỉ vì tiền với giấy xuất cảnh thôi. Mà tôi nói cô nghe, cái chuyện ông lấy vợ thì tôi ủng hộ ông ấy, tại ông ấy cô đơn quá. Nhưng mà cụ ạ, cụ lấy vợ cho nó xứng người với mình. Cụ lấy con nhà con ấy, người ta nhìn vào người ta bảo cụ là trâu già mà ham gặm cỏ non à. Nè, nhưng mà chị nói cho em nghe, ba chị tiền dạng tháng có 1,000 thôi đó. Nói quá mày, có 900 thôi. Đó, 900 thì là không đủ ba chị xài nữa. Làm sao mà lo cho em rồi lo cho má của em nữa? Tao lo không nổi, mày không lo phụ tao được sao? Mày làm ở công ty AMI Cargo ha? Cái công ty mà gửi hàng khắp nơi trên thế giới đó ha? Nhanh chóng rồi tận tâm bảo đảm nè. Thấy không? Thấy không? Gửi phao nào tính tiền phao đó, không gửi không tính tiền, đúng không? Dạ dạ, nhưng mà con nói ba nghe, con hối cấm cản ba lấy vợ, nhưng mà ba phải lấy cái người xứng đôi vừa lứa với ba hơn. Chẳng hạn như là, nhưng mà là bác đây nè. Cái gì? Mày giỡn hả mày?
Đang yêu con tự nhiên nhảy lên lấy má hả? Phải không em Hậu? Được mà. Làm gì có cái chuyện mà tình con mà duyên mẹ thế nào được. Không được. Không được. Hay được. Đây. Sao mình không nghĩ ra nhở? Mẹ này, mục đích của con á là chỉ muốn đi Mỹ thôi, chứ làm gì con yêu thương cái ông già này. Hay là mẹ lấy ông Thọ đi cho con được đi Mỹ mẹ nhá. Này nhá, bây giờ tôi mới biết cái sự thật về con người của cô nhá. Công cốc tôi nuôi cô mười mấy năm ăn học, cô thành tài mà bây giờ con người cô cháo trở như thế à? Có cái loại con nào mà loại con muốn đi Mỹ vì cái mục đích đi Mỹ mà bán mẹ của mình cho một ông già hả? Tại sao lại như vậy? Tại sao chỉ vì một cái mục đích đi Mỹ của mình mà lại làm như vậy? Nhưng mà vì cô tôi phải đành chấp nhận thôi. Ông Hai à, sự thật thì ông cũng nhìn rồi đấy. Nhà tôi thì cây độc một trái mà gái độc chỉ một con thôi. Con nó muốn như thế nào thì tôi phải chiều, chứ tôi cũng không muốn lắm đâu. Ông anh đấy, hôm nay ông anh đến đây nhìn đi. Nhìn vào trong căn nhà của tôi đi. Giữa Thúy Vân và Thúy Kiều, ông anh chọn ai? Cái này phải nói là giữa Thúy Vân và Tú Bà anh chọn ai? Này này này, cơ hội chỉ đến một lần nữa đây nha. Tôi giỡn thôi chị ơi, nói nghe nè. Tôi không phải là người mê sắc đâu. Tôi biết. Nếu mà tôi mê sắc tôi đâu có để nguyên cái đầu bạc của tôi về đây. Đúng rồi. Ông Việt Kiều nào về đây cũng nhuộm đầu đen như dầu hát hết trơn á. À. Thấy không? Tôi đâu có nổ đâu. Có 900 tôi nói 900. Thấy không? Ý của tôi là chỉ muốn một người cuối đời lo lắng và phục vụ cho tôi thôi. Thì tôi cũng hiểu. Nhìn qua câu chuyện thì tôi hiểu. Nhưng mà tôi qua đấy thì tôi lo lắng cho ông anh thì được rồi. Dạ. Yeah. Nhưng mà còn cái chuyện phục vụ ông anh thì để kiểm tra lại coi súng ống đạn dược còn dùng được không đấy. Chị ơi. Hả? Mai vẫn còn chạy tốt cưng à. Cưng. Mới lúc nãy vào thì xưng bác, xong rồi xưng má, xong bây giờ qua chị cưng, tí nữa em thì mà chết tôi nhá. Vậy là hay quá rồi. Ba. À. Ba. Bây giờ vậy hai người từ từ tìm hiểu nhau đi nha. Công nhận nhá. Sao? Cái gì cũng có định mệnh với duyên số. Cách đây mấy tháng nữa tôi đi xem bói. Ừ. Bà thầy bói bà phán với tôi, bà bảo năm nay tôi có người nước ngoài về đây cưới tôi. Ừ. Tôi bảo trời ơi tôi già này, có con ma nào nó rước tôi. Không ngờ ngày nay có con quỷ già để về nó xác tôi. Không sao con, quỷ cái nói đúng. Ba với bác, bây giờ hai người cứ từ từ tìm hiểu nhau nha. Cái vài năm sau cái mình làm đám cưới cũng được. Vậy đi. Tôi không là tôi nào. Cái gì nữa? Còn sống được bao lâu nữa mà từ từ cưới liền đi. Này nhá, cô nhá. Cô có cái lòng tham vô đáy quá đấy. Vạch áo cho người xem lưng thấy cái lòng tham của mình, mục đích đi Mỹ của mình vừa phải phải thôi chứ. Ông anh ơi, cưới nhanh đi. Hả? Con nó đòi quá. Cưới liền á. Rồi cưới liền. Nó hối quá rồi. Vậy là hay quá. Chương trình này được bảo trợ bởi Công ty Lụa Thái Tuấn, Tân Hiệp Phát, Viện Thẩm mỹ Khơ Thị, D&D Gel, dầu gió xanh hiệu quân ó của Công ty An Hing Corporation, Usis Group, Young Healthy Lush của Công ty Hằng Lê và Teletron. Dạ, dạ, pháp sư còn... Nằm xuống! Con gái con lứa nằm vậy hả? Nằm đàng hoàng coi! Ủa, vuốt ve lại! Sao vô nhà tự nhiên thầy pháp kêu nằm xuống nằm liền như ngu vậy trời? Đứng lên! Dạ, đứng! Đứng hai chân! Dạ, đứng hả? Ủa, đây đứng sáu chân và hai chân! Hai chân! Đứng hai chân! Dạ, hai chân rồi thầy! Nhảy đi, nhảy nhảy, tăng 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 tăng
Làm được thầy ơi. Vô cúng chứ phải làm gì đâu mà tự nhiên kêu le lưỡi liếm sao tôi làm được. Không được thầy ơi. Làm được. Nói ra lại. Nói ra lại sao lớn rồi. Ô. À, bệnh viện tâm thần mới thả ra hả? Dạ đâu có. Sao dạ. Vào trong này thè cả lưỡi ra thế? Đâu có đâu, tôi vô tới đây tôi kiếm pháp sư. Mà ông pháp sư ở trong ông kêu tôi làm cái gì tôi phải làm vậy. Tại vì ông linh thiêng lắm. Anh là ai cho tôi gặp ông pháp sư được không? Pháp sư à? Dạ, Trần Phiêu Diêu. Đây. Ủa, pháp sư đây hả? Tôi là pháp sư. Dạ, thế không, mỗi lần pháp sư bận màu đen mà hôm nay xanh dờn vậy. Dạ, còn tươi quá. Vẫn còn xanh tươi. Dạ. À, cho vào tự dưng rồi thè lưỡi thè đùa ra làm gì thế? Dạ tôi đâu có biết đâu, thầy kêu tôi làm gì tôi làm vậy à, tôi ngoan lắm. Ô, tôi có kêu bà đâu. Chứ nãy giờ thầy kêu ai? Nãy giờ tôi tắm lợn. Ủa thầy nói vậy là thầy nói tại sao tôi như con heo vậy đó hả? Không, tôi tắm con lợn, tôi có nuôi con lợn nên nó là thú cưng của tôi. À vậy hả? Tôi bảo nó đứng hai chân lên nằm vật vã ra mà. À, hả? Chứ thầy không phải nói, kêu nói tôi là heo đúng không? Không, tôi không nói bà là heo. Tôi không nói bà là heo là lợn gì cả. Bà hỏi cái câu này tôi mới đánh giá bà là lợn đấy. Thì làm sao ta? Móc cái đầu óc hơi lợn tí. À gọi là óc heo đó. Dạ. Thì và đây có việc gì đây? Dạ, dạ xin phép thầy. Ơi cái gì vậy luôn thầy? Gì nữa thầy? Sao bà ngồi lên con chó của tôi? Dạ không có ghế không thầy ơi. Không, cái vòng con chó. Hả? Này Lucky, sorry con nhá, con chết một lần rồi. Con mẹ này con ngồi lên cũng không chết nữa đâu, nhá. Dạ dạ. Ở đi đi con, đi. Đi rồi. Trời ơi, trời sao nhà thầy vong không vậy hả thầy? Đây tôi nói cho cô nghe, tôi làm pháp sư 35 năm rồi. Dạ. Đấy. Trong nhà này tôi nuôi tất cả các loại vong. Như thế ghê vậy? Này vong chó, vong mèo này, vong lợn này, vong chim này, gà này. Nói chung là những con vật nào mà người nó bị chết oan, chết ức mà người ta giết nó ăn thịt mà cảm thấy nhất là chó. Không, cái vong đó tôi cũng thấy đó thầy. Thấy ở đâu? Ở ngã năm chuồng chó đó, bữa thấy cái đùi ngon quá định vô ăn. Này, ăn cái đấy là mắc nghiệp đấy nhá. Làm gì mắc nghiệp? Đây, bà thử ăn thịt chó đi rồi xong bà thấy mắc nghiệp nhá. Dạ. Mai mốt thì bà phải nghiệp con chó, bà phải nuôi con chó nhá. Dạ. Xong rồi bà phải dẫn đi nhá. Rồi bà để cái túi ni lông trong này, ở đây có tờ báo này. Xong bà dắt nó đi nhá, tung tăng. Đấy, tung tăng xong rồi nó đi vào gốc cây nó đứng, rồi bà phải đứng bà rình này. Đấy, khi nào nó đi ra bà phải hốt xong rồi bỏ trong túi, xong bà bỏ thùng rác. Đúng rồi thầy, cái nghiệp đó của tôi đó, giờ tôi nuôi thú cưng tôi chăm sóc còn hơn con tôi nữa mà. Đấy. Dạ. Không nên ăn thịt cây. Dạ. Cảm ơn thầy nhắc nhở nghe. Ô, cái gì nữa thầy? À, con chim mà hoa mi. Chim mà mi nó đậu trên cái khăn. Con ơi xuống đừng ơi. Trên khăn cô. Trời ơi. Ôi Miu. Cái gì nữa? Sao con cào cái quần của cô đấy? Tới tuột. Thôi đi rồi. Nó đi rồi. Tôi đuổi nó đi ngay. Bà mà tuột cái đấy xuống thì cả cái dạp này nôn hết. Đúng rồi thầy ơi. Chứ lõa lồ coi nó kỳ lắm, bận áo dài mà không có quần cái kỳ đó. Nói chung là giờ xúc vật trong nhà thầy nó đi hết chưa thầy? Đi rồi, ngồi xuống đi. Ngồi được chưa? Được rồi. Ngồi đây được không? Thế tôi ngồi xuống đây. Ngồi bận áo quần thế này mà ngồi đây hèn lắm. Ngồi dạ. Đây đi. Ngồi đi. Dạ anh chó, anh mèo, anh heo, anh gà cho đi anh ngồi. Đi rồi, đi rồi. Trời ơi, nhà vậy là xúc vật không thấy ghê quá. Dạ. Ôi! Cái gì đó? Nó cắn em ở đây. Không. Bà quên vén cái tà áo, tôi sợ nó nhăn. Ngồi xuống. Thầy làm như thầy me tôi, thầy để ý tôi lắm nha. Thầy để tôi yên 5 phút nha, nãy giờ tim tôi là nó nhói rung động hết trơn rồi đó. Dạ. Dạ. Ê. Dạ. Thế hôm nay đến đây để làm gì? Dạ thầy biết, cho nên em quên giờ mới nhớ thầy biết. Quảng cái tôi quảng ngay chứ con. Sao thầy? Em nói bình thường còn chưa nghe, vừa khóc vừa nói thì chó nghe. Tại thầy hỏi đến gia cảnh em thì em khóc vậy đó mà. Gia cảnh thì cũng vừa vừa ấy. Dạ. Nói không ai nghe gì. Dạ, dạ nói bình thường. Bình thường. Thầy là tôi vô đây là tôi thấy vong xung quanh là tôi nể thầy rồi đó thầy. Thầy bắt vong hay quá. Trời ơi xin lỗi cô nha. Dạ. Tôi là nổi tiếng một thời. Anh liệt. Gọi hồn luôn mà. Vậy hả thầy? Tôi gọi hồn. Tôi gọi cái hồn nào mà nó ly kỳ không thầy?
Này nhá, tôi nói cho cô nghe, tôi làm việc rất là nguyên tắc. Dạ. Cách đây 5 năm, tôi gọi luôn được cả Sơn Tinh Thủy Tinh lên luôn. Có Sơn Tinh Thủy Tinh lên chứ? Gọi Sơn Tinh Thủy Tinh lên để giảng hòa. Rồi có hòa không thầy? Hòa rồi. Hòa rồi cho nên là không có bị ngập lụt, không có bị này kia nữa rồi. Xạo xạo không, mỗi lần mưa nó cũng ngập quá thì ngập đó thầy. Này, ngập cái đấy là không phải là do thủy tinh nhá. Ủa vậy hả? Là do con người. Con người mắc gì làm ngập? Con người xả rác nhiều quá nó ngập cống ấy. À. Đó, rồi phá rừng nhiều quá, ông Sơn Tinh ông cho nước xuống luôn. Hay quá, đúng rồi. Đấy, chứ không phải là ấy đâu. Này, tôi còn là trị được luôn cả, chữa bệnh luôn được cho cả con ma cà tưng đấy. Ma con cà ma tưng mà nhảy vậy ngày xưa phim đấy. Ồ, thầy nhảy giống thiệt chứ. Đấy. Nhìn thầy giống lắm. Này. Dạ. Không phạm thượng thế nhá. Dạ dạ. Ôi thầy ơi, mà tại sao con ma nó không đi bình thường, nó phải nhảy cà tưng vậy, mệt này. Con ma đấy nó chôn lâu rồi. Dạ. Nó chôn lâu rồi mà người ta cứ chôn thẳng thế này này thì cơ nó cứng. Thầy bỏ được. Đấy. Thầy làm sao? Thế tôi mới chụp cái vòng nó lên xong rồi tôi làm vật lý trị liệu. Thế tôi cho nó đi tập gym. Thế là nó đi hay quá, tôi nể thầy quá. Ma cà tưng mà thầy còn chăm cứu được nó, hay quá. Bởi vì dạo này người ta không có làm ma cà tưng, nó làm mấy ma khác không. Hay quá, tôi nể thầy quá thầy ơi. Hay quá trời luôn, còn gì để nói nữa. Đấy, thế à, tôi nói thật với cô ấy. Ngày xưa tôi ở Mỹ đó. Dạ. Tôi cũng gọi vong. Dạ. Gọi vong cho người ta. Vậy hả? Đấy, cô có dạ xem. Có. Tôi là tôi người ta giới thiệu tôi mới biết chứ tôi đâu biết thầy đâu. Người ta mở trên mạng, ta nói ngày xưa thầy chụp được cái vong của cái vợ của cái ông mà cái mặt sệ sệ có cái nốt ruồi ở đây nè. Đó, mà chụp được cái vong mà trong khi bả còn sống mới hay á. À, cái đấy là tại vì ông đưa địa chỉ nhầm. Đưa địa chỉ nhầm. Nói thật ra thì trong bao nhiêu năm đấy thì tôi cũng làm ra tiền nhiều lắm. Dạ. Thế rồi đầu tư vào trung tâm nha khoa. Trời đất ơi. Thầy làm pháp sư chưa đủ sao còn mở nha khoa làm chi thầy? Mở mẹ gì? Nói sai chúng nó vả cho rớt răng ấy thì đi làm ấy chứ. À. Người ta đánh gãy răng xong rồi vào nha khoa làm hết. À vậy hả? Thành ra giờ thầy mới về Việt Nam ở đúng không? Ừ. Vậy mới có bước gặp thầy. Dạ. Nhưng mà hôm nay cô đến đây xin lỗi cô này. Có việc gì chứ hôm nay là nói chung là tôi giải nghệ rồi đấy. Ơ trời thầy ơi, đâu có giải nghệ được thầy. Tôi tới tôi nhờ thầy giúp mày giải nghệ chết tôi rồi. Không, tôi quyết định giải nghệ rồi. Giải nghệ? Chẳng đâu giúp tôi đi thầy. Tôi giải nghệ. Từng có giải nghệ mà. Tôi phải giải nghệ. Từng có giải nghệ. Tôi giải nghệ. Tôi tính thế này này. Dạ sao? Tôi 35 năm tôi làm nghề, cũng dạ. Là 35 năm là kỷ niệm của Thúy Nga. Dạ. Thế là tôi tính sang Mỹ trở lại để tôi xem chương trình 35 năm Thúy Nga. Thầy ơi, thầy có đi á, thầy cũng giải quyết công chuyện gia đình cho tôi xong rồi tôi cho thầy đi. Thầy đi coi đi qua Mỹ phải không? Đúng rồi. Dạ, đi qua Mỹ là phải có tiền đô chứ thầy. Này. Dạ. Tôi nói cho cô nghe nhé. Dạ sao ạ? Cô đừng lấy tiền cô đập trong mặt tôi như thế này. Tôi không bao giờ thích cái trò này. Không có thầy ơi, thầy cô nói... làm như thế này là sĩ diện của tôi ở đâu? Thầy nói vậy là sai rồi, đó là tiền. Còn cái nào tiền đập vô mặt nó phải sắp như thế này đó. Đập như nè, đập nè. Thấy cơn không? Giống như massage cái này mới đập nè. Đập nè, thấy cơn không? Đó, cái đó mới đập đó thầy. Này, cô nhờn mặt vừa ấy. Cô đem tiền ra cô đập vào mặt tôi thế này à? Cô tưởng đâu là tôi cần cái này à? Dạ thôi. Cô sao lấy lại thế? Mới vừa đùa. Đùa. Tại vì em sợ thầy cầm tiền nó bự quá mệt. Thôi cầm này nó nhẹ nhẹ vậy thôi à. Chắc cái tay. Vàng à? Dạ khỏi cắn thầy. Ừ cái này thì được. Dạ. Vậy thầy giúp hả thầy? Bây giờ tôi giúp cho. Dạ. Tôi giúp về nhanh chóng để tôi còn đi sang Mỹ lại. Dạ. Thế bây giờ gia đình có chuyện gì? Trời ơi thầy, không dám cái chuyện. Đây lại cái mồm lại khóc nữa. Ồ, không. Nói thôi bình thường. Con nhỏ con gái gả lấy chồng mà nó kỳ quá thầy, nó không chịu lấy, làm như dông nhập nó. Hồi đó nó ngoan, nó nghe lời tôi lắm. Sau mỗi lần giờ nó nhìn mặt tôi ha, là mấy ngày nay nó nhìn thẳng vô mặt tôi ha, nó chỉ thẳng vô mặt tôi, nó nói bà vừa lùng vừa xấu vừa ác lắm bà biết không, bà vừa lùng vừa xấu vừa ác bà biết không. Ngày nó chửi tôi 3 lần như chú đại bi. Thế là bà giận nó chứ gì? Tôi giận lắm thầy ơi. Tôi nói cho bà nghe, vong nhập đó. Không cần phải vong nhập. Tại sao vậy thầy? Nhá, gặp tôi cũng nói như thế. Nếu bà cao bà đẹp nó đâu có nói bà lùn bà xấu thật.
Nhưng mà là con cái, có đứa nào nó dám nói mình vậy đâu. Từ đó giờ tôi nuôi nó hai mươi mấy năm chưa bây giờ nó nói. Bây giờ vong nhập nó mới nói đó. Thế bây giờ bà tin là vong nhập gì? Vong nhập với lại vậy nè, nó không lấy á. Mà chồng nó đi về đây mà nó chửi ổng vậy. Ổng về nước xong bảo lãnh tôi. Thế thằng kia bao nhiêu tuổi? Dạ 13. Ôi 13 tuổi ấu dâm à? Là sao thầy? Con bà ít nhất phải hai mấy mà lấy 13. Đâu có, 13 năm nữa là ổng 100. Nhưng mà tính ra là 87 tuổi. Dạ 87 tuổi. Thế sao không lấy bà? Ổng không chịu lấy tôi, chứ ổng chịu là tôi hố ổng rồi. Ừ, cỡ này 100 tuổi cũng không lấy bà đâu. Nói quá à, thầy. Tại vì ổng là Việt Kiều cho nên là tôi mê ổng lắm. Ổng lấy cái là đảo lãnh hai mẹ con tôi qua liền. Bây giờ thầy giúp tôi đi, thầy chụp cái vong ra cho nó đồng ý đi ông. Thế con bà đâu? Dạ con em ngoài kia kìa. Kêu nó vào đây. Con ơi con tôi vô tôi trình với thầy trước thầy. Đây nè con gái tôi này đẹp quá phải không thầy? Nè con tôi nè. Vô đây con. Vô. Dạ đây ơi, con đất em. Ơi. Dạ. Trời ơi cái chỗ gì mà tối thui như cái động vậy? Hả? Trời ơi. Nói kỳ vậy con. Cái am của người ta mà nó có động. Làm như mẹ là gái của ông này là khách vậy. Quên, đeo kiến. Ừ, gỡ kiến ra. Trời ơi, cũng tối thui à. Vong nhập nó thầy thấy không? Sáng vậy mà nó thấy tối thui à. Thấy ghê không? Chào thầy đi con. Bỏ đồ ở đây rồi chào thầy. Con tay chào thầy. Ổng có dạy tôi ngày nào đâu mà mới bắt tôi kêu ổng bằng thầy. Này này, tôi nói cho cô nghe nhá. Không cần phải dạy mới gọi bằng thầy. Có nhiều người học vật vã ra. Đi dạy chỉ có một bộ người thế này gọi bằng thầy thôi. Người nào người ta học gọi bằng thầy thôi. Còn những người như tôi này, chỉ có một tí tẹo của ơn trên cho thôi. Bao nhiêu người phải gọi bằng thầy. Chắp tay, con lạy thầy, con lạy thầy. Ôi, thầy đừng lạy con gái. Chả biết con mẹ gì. Dạ, thầy đừng lạy con gái em. Dạ, dạy thầy. Thầy giúp con gái em đi, con gái của em đó. Con gái bà không... đấy hả? Dạ, con gái em á. Tôi nói bà nghe. Dạ. Con gái bà quá đẹp. Dạ. Gặp cô ấy tôi chỉ có 8 chữ trong một câu thơ để tôi nói về sắc đẹp của cô ấy. 8 chữ. Nói đi thầy. Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Hay quá. Con tôi mà 9 tháng 10 ngày ít nhất nó phải lấy miếng máu tôi chứ. Nhờ vậy nó mới đẹp đó. Đấy tôi nói nha. Trồng một cây chuối nó đẻ mấy cây con. Dạ. Nó phải giống cây mẹ. Phải giống em chứ. Tôi nói thật với bà, con bà nó 8 chữ. Dạ. Bà chỉ 4 chữ thôi là đã nói lên được sắc đẹp của bà. Của em giống như là thuốc bắc mà sắc lại vậy đó. Người ta 8 chữ là em 4 chữ, đúng không? Đúng. Quốc sắc thiên hương. Bình thường. Tứ đại mỹ nhân. Bèo. Chim sa cá lặn. Bỏ đi. Chứ là 4 chữ gì? Ma chê quỷ hơn. Má. Cái gì? Con tôi không có bệnh thầy gì hết trơn á. Hả? Má ở đây đi. Tôi đi về. Con mà về hả? Con mà về má đập đầu tự tử liền luôn á. Trời ơi má ơi, con đã nói với má là con không có bệnh gì hết á. Con mà về má cho xe cán á. Xe má... cán tôi đi xe. Xe cán tôi đi. Mỗi lần á mà con nói tới má cái má đòi chết đòi sống à. Xe cán tôi đi. Con xe. Không có bệnh gì hết á. Cán tôi đi. Để, mày cứ để yên đi mày cản làm gì. Để cho xe cán bà đi. Thế giới đỡ một con xấu. Trời đất. Cái gì vậy? Thầy ơi thầy, nó bị nhập rồi đó thầy. Bà vừa lùn vừa xấu vừa ác. Bà vừa lùn vừa xấu vừa ác. Tôi nhìn bà lâu lắm rồi bà biết không? Đó thầy thấy không? Đó thấy ghê không thầy? Má ơi cái gì vậy? Con bị gì sao tự nhiên con mệt quá? Trời ơi cái vong này nhập vô mà không phải vong bình thường. Cái vong này làm như là con mệt con cứ ngồi đây đi. Ngồi đây thấy không thầy? Thầy ơi, con bị gì vậy thầy? Không con bị sao đây? Sao? Cái gì vậy? Tôi nói cho bà nghe nhá. Con này quỷ nhập nó. Không, quỷ là bình thường. Con này phải hơn con quỷ. Hay quá thầy ơi. Nó nhìn vào mặt con quỷ này mà nó chửi được nó phải hơn là con quỷ kia. Thầy pháp này, ông đang khen hay chơi tôi vậy cha? Không, cái đấy là tôi nói thật chứ không phải là bình thường. Đúng rồi. Tôi nói bà nghe. Bây giờ có cách nào trị nó không? Bây giờ cách trị thì tôi rất là nhiều. Đây. Đây. Tất cả những cái này là tôi toàn là trị quỷ. Ờ. Dây thừng này, roi dâu này, ừ. Chổi cha này, ừ. Đòn gánh này, ờ. Đấy, chổi lông gà này, tất cả các thứ.
Nhưng mà không ăn thua với cái con này đâu. Bây giờ kiếm cách nào chị nó? Bây giờ phải hiện đại hơn. Đúng rồi. Tôi trục là phải ra. Với điều kiện. Điều kiện gì? Trích điện. Từ đó tới giờ tôi mới thấy á, nó sợ được kìa. Trích điện nó cười là nó sợ đó. Yên tâm, trích điện nó sẽ ra. Bây giờ. Nhưng mà có sao con gái tôi không? Không, nó chỉ ú ớ tí thôi rồi cái vòng nó xuất ra thôi. Dạ dạ dạ. Bây giờ này, bà ôm nó lại, bà ôm nó lại nha. Con gái ơi, con gái, ra đây mẹ, mẹ nói nghe nè. Mẹ thương nè, ra đây mẹ thương nè. Ra đây mẹ không bây giờ này nha. Nghe lời mẹ, cho mẹ ôm. Lâu quá mẹ không ôm con, mẹ ôm cho lay cái đẹp. Người ta nói là ôm người đẹp nó sẽ lay đẹp nha. Ôm mẹ, mẹ ôm con. Ú tưng mất tưng mất tưng. Mẹ làm cái gì vậy? Ôm mà ôm mà. Rồi, mẹ làm cái gì vậy? 1 2 3 chích nè, chích. Ôi da. Cái gì vậy? Mẹ bị gì vậy? Tạo dáng. Bị gì vậy? Tao có đâu, tao muốn đứng dậy. Sao không? Không có bị gì hết trơn á. Nói nghe nè, ông hiện giờ là ông đang chí tao điếc thằng. Chí nhõng tao câu luôn. Tao nha, điện chứ không phải đồ chơi nha. Má có sao không? Dạ. Má có bị vào. Gì không? Má bị hết trơn á. Má muốn ôm tao. Má muốn ôm tao. Chí chạy. Trời ơi, má có sao không vậy? Không có cái vòng nào nhập con nhầm cô nội. Trời ơi, ôm mẹ, ôm mẹ, ôm mẹ. Silicon đâu vậy? Ê, sao tôi không có cảm giác gì không? Bây giờ là bà đã làm quen được với nguồn điện này rồi. Quen ngủ nội tôi chứ quen. Nhờ có miếng mút thổ giá. Trời ơi má. Không có. Không có quen đâu. Ông làm ơn ông cẩn thận giùm tôi đi ông thầy. Chết rồi bà. Ông phải cẩn thận. Đây, đây, đây. Má bị gì không vậy? Thầy. Má, bà có bình thường không? Ôm nó vào. Má, bà có bình thường không? Anh Hương, má đừng có làm sợ nha. Anh Hương, anh còn mãi không? Anh ủ con gái. Hả? Ủ con gái. Bà mới bảo gì? Ủ con gái. Cái gì? Con lạy mẹ. Con năm nay 73 tuổi rồi. Nửa cái con còn làm không được. Má. Chết mẹ. Má có sao không vậy? Ê, cha nội nó nói muốn sản hồn. Bà mới bảo gì? Tôi nói là ông còn khỏe, ông phụ tôi một cái để ôm con gái tôi lại. Cái mặt ông đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Tôi nghĩ như con gái bà nghĩ đây. Má bậy quá nha. Ba chết lâu rồi, má hồi xuân phải không? Trời ơi! Mày tầm ba không à? Ba mày mà còn sống hả? Là kiểu như ông chửi mày á. Nói mày bậy bạ không à? Nếu như mà ngày thời xưa á, làm Tiết Hạnh Khả Phong như má đó, thờ chồng hai mấy năm à, thế nào cũng được trưng cái bản. Cái gì vậy? Bà vừa lùn, vừa độc ác, vừa xấu. Bà vừa lùn, vừa độc ác, vừa xấu. Bà vừa lùn, bà độc ác, vừa xấu. Chửi má. Tôi nói cho bà nghe, bà lấy con gái bà ra chỉ là để bà kiếm lợi cho bà thôi. Bà chỉ ham tiền, bà ham tiền bà gái con gái của bà. Ồ, sao giống chồng tôi vậy? Tôi dù có chết tôi cũng trở về đây để tôi bảo vệ con gái của tôi. Ai cười vậy? Để qua tán mặt tay. Xuân rồi. Xuân rồi đi à? Ai mới vừa nhập vào tôi thế? Chồng tôi mới nhập vô thầy á. Hay quá thầy ơi. Thầy làm ơn nhập lại đi. Lâu quá tôi không tán vô mặt ổng. Cho tôi tán ổng cái cho nó đã. Này bà chị ơi. Cho tôi tán. Em không điên. Giang em làm mấy lần rồi. Bây giờ em không thích một cái tát vào mà em phải đi làm răng nữa đâu. Cái ông chồng này thiệt, lúc nào ổng cũng nhanh lẹ. Làm cái gì cũng lẹ. Không bao giờ lâu được hết trơn á tội. Bực quá trời luôn thiệt. Bây giờ làm sao thầy? Như má có điện thoại. Đây này, đây điện thoại. Trời ơi nó rung mà còn nghe nữa. Cái gì? Hả? Chị Thúy hả chị Thúy? Trời ơi ơi. Dạ dạ. Rồi em biết rồi. Thôi tay thấp. Dạ chị thấp nhang giùm em nha. Chết rồi con ơi. Cái gì vậy má? Cái ông chồng của con 87 tuổi đó. Ông đòi về lấy con. Bà vợ bà đứt con áo bà chết rồi. Có bà bạn bà nhờ bà tới bà phúng biếu mà mới thấy. Ông sáu đời vợ kéo tới đang chia gia tài. Nó đòi về xé tôi luôn. Mai tôi có bà chị bà báo. Đừng có vé. Ủa nó nghe nè. Sao tôi đang buồn mà hai người vé nhau vậy? Bây giờ giải quyết đi. Xin lỗi bà. Hả? Chuyện này á, con bà nó nói tôi hết rồi. Ủa làm sao con? Tôi bị ma nhập mà. Ma nhập khỉ gì? Có bà điên thì có.
Bây giờ tôi hỏi bà đây, con mình đẹp mơn mởn này, bà đi gả cho thằng 80 mấy tuổi, bà điên à? Thì tôi nghĩ là qua bển thời gian thế nào nó cũng chết rồi tôi hưởng gia tài luôn. Hồi nín đi, nó xấu đời vợ kìa. Có tên bà không? Đây nó kể cho tôi nghe hết rồi. Ủa con, sao con nói với mẹ là con kể cho thầy, làm nãy giờ ông vô ông chích điện mẹ muốn giật. Con nói mà mẹ đâu có nghe đâu. Mẹ ham tiền, mẹ ham đi Mỹ, mẹ ép con lấy ông Việt Kiều. Con đâu có thương đâu, con có người yêu rồi. Sao con nói với mẹ con có người yêu? Tại vì ảnh còn đi học mà ảnh học ở Mỹ á. Con sợ mẹ không chịu nên con không nói. Ý, hình như ảnh gọi con nè. Alo. Anh thấy em không? Em nè. Anh teo hả? Em nở nè. Trời đất ơi, nó teo hả con? Dạ. Ngược lại đi, mà con teo nó nở chứ, nó teo có làm ăn gì được không? Anh ơi, mọi việc ok hết rồi. Mẹ em không ép em lấy ông Việt Kiều nữa. Quen thế. Ê, teo. Teo. Ê, mày ở bên đấy mà mày quen được con bên này đẹp thế. Mày giống thằng cha mày đấy chứ. Tao là thằng này giỏi. Ê, nó nghe nè, ông là ai mà không biết thằng cha nó? Anh, thôi chút nữa em gọi là anh sau nha. Hả? Bà hỏi gì? Anh là ai mà biết thằng cha nó? Này, không được gọi là thằng cha nhá, phải gọi là anh cha nó. Từ đó tới giờ người ta chửi, tao nói trời, cái mặt nhỏ y chang thằng cha nó à. Chứ đâu có ai nói mặt y chang anh cha. Đặc biệt ở trong ngôi nhà này phải gọi là anh cha nó. Mắc gì tôi phải kêu anh cha? Cha nó đây. Thằng Teo đấy là con của tôi. Anh, con anh đó hả? Hai cha con đẹp y chang à. Con thì Teo, cha thì Quéo. Thì cưng quá trời vậy đó à. Này gái. Dạ. Anh hỏi gái, gái có nhìn thấy anh chưa mà gái bảo anh Quéo. Nãy giờ thấy đứng Quéo quá. Không, anh đứng thì Quéo thế thôi. Nhá, anh nằm nó không Quéo. À, nằm thẳng hả? Nằm Quéo? Nằm thẳng. À, nằm thẳng. À. Dạ. Tôi nói cho bà nghe, xin lỗi bà, con bà gặp ai chứ gặp con tôi thì tốt phúc rồi. Vậy hả? Mà con tôi nó cũng tốt phúc là gặp con này. Con này nó không phải như bà, tính nết nó khác bà. Nhá. Còn con trai của tôi báo cho bà biết, nó không phải là một đứa bình thường. Nó học đàng hoàng, nó ra đại học rồi, nhưng mà nó ước mơ nó vẫn làm một cái gì đó to hơn. Cho nên nó học còn một năm nữa nó ra trường để nó lấy một cái bằng mà sau này nó có thể kiếm tiền nhiều hơn. Đấy là cái bằng người ta gọi là tiếng Mỹ, người ta gọi. Có biết tiếng Mỹ không? Biết. Tôi sợ không biết thì nói ra không biết đấy. Này, cái bằng ấy gọi là cái bằng master. Hay. Trời ơi thầy ơi, master chứ không phải master. Mẹ về Việt Nam lâu quá quên mẹ tiếng Mỹ hết rồi. Chửi tôi cho đã, hỏi tôi biết anh văn không đồ. Tưởng sao quất cái mắt foot massage 15 đồng giờ. Con ông học master là nó ra cử nhân đồ xịn lắm. Đồng ý chứ không đồng ý, tại con tôi nó không nói. Tôi nói cho bà nghe, cái nghề gọi hồn đồ này nọ tôi bỏ rồi. Pháp sư phiêu diêu để treo đây để làm kỷ niệm thôi. Thế bây giờ này, con tôi nó quen với con của chị. Ừ. Thôi vào trong đây. Đi vô ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Dạ. Ê, để xem ngày nào tốt tốt đấy. Ừ. Thì mình lại cho hai bên gặp nhau. Thôi cần mẹ gì xem ngày. Bỏ đi. Cứ mê tín dị đoan như thế này thì không được đâu. Chúng nó lừa, chúng nó ăn hết cả tiền. Đấy đấy, bây giờ thôi ông anh cứ xem đi. Coi coi hai đứa nó ngày nào tốt cho nó có với người ta. Không. Vậy là mẹ chịu hả mẹ? Chịu chứ. Bây giờ này này, sẵn dịp là Tết rồi. Với lại dù gì cũng là một nhà. Ở đây đây vô. Rồi ở đây cũng quẩn lâu rồi, đây đây cũng vô được một cặp. Này, 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 này. Gì nữa? Cái này là phải xem lại nhá. Làm đi xem lại. Xin lỗi bà, đây dù đây không là cái gì nhưng nhan sắc cũng không đến nỗi tầm thường. Không phải là dai mà dễ dãi như thế nhá. Không có con gái con lứa nào mà gặp dai một hôm mà đi tỏ tình như thế này. Mà cũng không có thằng đàn ông nào mà ừ ngay đâu. Tôi là tôi có cái quyết định của tôi. Tôi có cái sĩ diện của tôi. Phải cho tôi thời gian. Bao lâu? 2 hôm. Mai anh trả lời. Quá cái vồ đặt giả vồ. Rồi bây giờ cứ quyết tôi định nãy tôi thấy chích vô vòng 3 tôi là tôi nghi rồi. Cứ quyết định thế này.
Dạ. Thế Tết này thì cho gọi nó về luôn. Nó về ăn Tết ở đây. Rồi sẵn rồi dẫn sang nhà chị. Nếu mà được thì cho chúng nó làm đám cưới luôn. Thế là Tết này là mình tam hỷ lâm môn. Ủa làm gì tam hỷ lâm môn? Thì nói với thằng kia một cặp, đây với đây một cặp. Ủa vậy mới có song hỷ à? Tam hỷ, chẳng lẽ tôi có chữa? Trời ơi má, bậy nghe. Cái này chích vào đít bà. Chứ đây chưa có gì. Ra đây. Đây này, cái tam hỷ lâm môn là này là đây sao? Với đây một cặp, đây với đây một cặp. Tết nữa, vui nữa là phải tam hỷ lâm môn không? Vậy hả? Vậy thôi giờ báo hỷ với bà con, ra duyên mình cưới luôn. Cưới luôn nha con nha. Xong rồi ra giường cắt cỏ, rồi con tỉa mấy cây kiểng thành hình má với em Cám cho má được vui lòng. Mà má biết không, hình của má với em Cám khó khắc dữ lắm. Cái gì? Thì đúng rồi, mặt hai má con tôi đẹp lạ, vì lấy gì mà hỏi không khó khắc cho được. Đúng không má hả má hả? Quá đúng rồi. Vậy mà cũng nói hoài à. Má à, sao nhà mình có máy bơm nước, má không cho bơm vô hồ bơi. Má kêu con gánh nước vô đầy hồ bơi rồi má không cho em Cám phụ con vậy má? Chị Tấm, chị ra đây. Chị ra đây tôi biểu coi. Chị nhìn đi, chiều cao của tôi với chị mâu thuẫn nhau vậy đó. Mà chị bắt tôi gánh nước lấy cái chân tôi cục. Làm sao tôi đi thi hoa hậu chân dài được hả chị? Má ơi, bữa nay ngoài chợ có bán nồi cơm điện sale. Không mấy má cho con có tiền á để con mua nồi cơm điện nấu cho lẹ nha má ha. Gì vậy? Nấu nồi cơm điện rảnh đặng ngồi chơi hả bà nội? Dẹp đi. Tôi á là tôi thích nấu cơm là phải có cháy. Phải nấu bếp than, bếp củi cho tôi. Để tôi nhìn thấy miếng cháy cho tôi vui lòng. Rồi tôi đem dục. Cô mới có công chuyện cô lụm lên cô phơi cho chim nó ăn. Định lười biếng hả con quỷ? Con quỷ? Trời ơi ba ơi, từ ngày ba chết đi tới giờ dì ghẻ xử ác với con quá ba ơi. Trời đất ơi, cái mặt tôi hiền lành nhưng mà nói tôi ác à. Trời ơi, cái mặt tôi nhìn vô gương mà tôi còn thấy phúc hậu vậy mà nói tôi ác à. Mày không nghe tao nói sao mày? Dân gian có câu hay quá mà, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng. Tao phải ác chứ, ta phải ác vì xứng danh hai chữ gì ghê. Ngộ ghê vậy đó hà. Bên Tàu á, đàn ông mà chết vợ lấy thêm một vợ nữa, cái người ta kêu hai chữ thân thương vậy đó hà, kế mẫu. Còn Việt Nam mình cái tự nhiên cái kêu gì ghẻ à. Tôi trắng tươi vậy có ghẻ nào? Có biết ghẻ nào đâu? Giận chứ. Má có ghẻ hả? À, sao phản kèo vậy con? Tại
tại vì con tắm chung với má con biết người ghét không à. Mà tại vì từ cái ngày có cái dịch vụ tắm trắng, nó tắm trắng riết mà lấp cái ghẻ. Nói vậy mới... Hoa hậu người mẫu đó, người ta còn phải tắm trắng, má tắm ghẻ là đúng rồi. Mày chọc tao em ơi. Quỷ. Thôi chị vô chổng đi, đặng lấy gì cho má tôi ăn đi, chứ bà nhảy đành đạch đạch riết bà đứt gân máu bà chết tươi giờ đó. Thưa má, con vô trong, chừng nào má cần con thì con ra nha má nha. Thấy chưa, tôi đang cần nó cái nó vô trong à. Để tôi gào, tôi thét nó cái nó nói tôi gì vậy à. Nấu gì cho tôi ăn đó. Dạ mì Ý, spaghetti đó má. Trời ơi, tôi thích ăn mì Ý là tôi khoái hai cái cục meatball. Hai cái cục meatball bự bự tròn tròn vậy nè. Là hai cái cục meatball của tôi đó. Má à, thiệm hỏm con nấu phở bò có hai viên bò viên má không chịu ăn á. Hai viên bò viên có chút xíu sao nhét vô cái họng của tôi. Thôi, tôi thích hai viên meatball. Bà đi vô bà làm ơn bà lấy cái cục gì bự bự bà nhét ở trong họng má tôi đi. Đặng để bà đứng bà gào riết bà tét cái họng ra bà chết tươi bây giờ đó. Vậy không mấy con bưng vô rồi con bưng món khác cho má ăn nha má. Đi vô chổng đi, lấy cái gì cho má tôi ăn nữa đi. Chứ để bà vừa nhảy rồi vừa gào vừa riết á, bà tức tuổi rồi bà chết bà không có ra con người nữa bây giờ đó. Vô. Bà ơi, từ ngày ba chết đi, vì ghẻ xử con ác quá ba ơi. Cha ơi, cha chết đi để lại con trần gian khổ ơi. Vì ghẻ bắt con rửa chén lao nhào hút bụi gánh nước cho đầy hồ bơi. Để tắm có máy lạnh mà bắt tắt luôn đứng qua câu đêm cho vì ghẻ ngủ. Nên giờ đây con thân xa cao gầy. Quỷ sao? Gầy đó mà gầy. Tướng thịt mỡ không mà gầy gì gầy. Con quỷ không à? Đồ cái thứ con quỷ. Ừ, con dạ, quỷ. Dạ dạ con quỷ. Dạ xin lỗi má. Con nói con đó là con quỷ chứ má không phải là con quỷ. Má là con khỉ. Ngồi xuống đây đi con. Dạ. Trời ơi hai má con đẹp vậy đó. Má má. Con nói má nghe nè. Sao á cái hồi á mà má ba mất đó mà má còn trẻ đẹp gì rồi sao má không bước thêm bước nữa đi má? Sao con biết má không bước thêm bước nữa? Sao vậy? Má nhảy 8.000 bước luôn á nha. Mà số má số sắc phu lấy thằng nào chết đó. Hả? Mới lấy 3 ngày ngã ngửa rồi nó chết rồi con. Vậy thôi, để con tránh xa má ra đi. Cho con ngồi gần má, má sát con chết tươi làm sao? Phải, má sát phu chứ má đâu có sát tử con. Ủa vậy hả? Ừ. Vậy là con ở sống đời với má đi ha. Biết mai mốt hai má con mình thành tinh luôn à. Ủa má, vậy là má quyết định không lấy chồng nữa hả má? Đâu, má đâu có quyết định không lấy chồng. Dạ. Tại mấy thằng quỷ đó nó quyết định không lấy má. Giận à. Giận quá. Cái gì mà ồn ào quá vậy? Nhạc ở đâu mà rần rần vậy? Trời ơi, đẹp trai quá má ơi, đẹp trai quá à. Đông trọng vậy chắc thái tử rồi. Xin trân trọng giới thiệu ta, người ở của thái tử. Trời, chắc xé cái quạt quá. Với chức vụ quân sư. Dạ quân sư tới đây có việc gì à? Quân sư. Cả nhà nghe đây. Dạ. Thuận Thiên thừa dẫn hoàng đế chiếu giết, động cung thái tử đến tuổi cập kê, không phải bê đê. Tùy có máu dê nhưng không ai mê, nên còn bị ế. Nay tuyển hiền thê, đồi núi phủ phê, chạm vô tê tê. Nếu ta không chê, theo thái tử về cử hành hôn lễ. Quân sư. Cái gì? Em đồi núi phủ phê, ai nhìn cũng thấy mê. Chạm vào sẽ tư, còn không mau mau rinh về. Hai bà nhìn thấy mà ghê. Cái mắt như con cá trê vậy đó. Người á, treo cái này lên cho ta. Dạ. Dạ đưa em làm cho. Làm con người không làm, tự nhiên làm người nhện vậy đó hà. Mày dò dài sọc mà đứng đây làm chi. Vô treo lên cho nó coi. Con quỷ chân dài tới nách. Mày giúp tao của mày. Biết tao lùn mày chơi tao hoài mày. Trời
Trời, nó treo lên cái y gì vậy đó hà. Ủa, quân sư, sao không viết chữ mà vẽ men đĩa lên chi vậy quân sư? Dạ thưa quân sư, nhà này không có ai biết chữ, dạ nhờ quân sư thông dịch luôn à. Cái gì? Nãy giờ nho nho như giò vậy mà không biết chữ hả? Dốt, dốt, dốt. Ta cũng vậy. Hả? Cười cái gì? Nhưng được cái ta học thuộc lòng giỏi. Chiếu chỉ nào của nhà vua phát ra một tháng là ta thuộc liền. Còn cái này, cáo thị của thái tử photocopy ra 1000 tờ, treo cho mỗi nhà. Nhà nào có con gái phải ra cho thái tử coi mặt. Trái lệnh là ta chiếm đầu. Má ơi, vậy là con sẽ đi thi nha má. Con đi thi con đậu rồi con sẽ kêu quân lính rước má vào trong triều đình. Má ở với con. Trời, má ở không làm gì, má cũng đi thi hả? Quân sư, tôi đi thi được không quân sư? Người phải đàn bà không? Hả? Hãy cặp chân mà vậy thôi chứ đàn bà. Dạ. Đàn bà chưa có chồng thì có quyền đi dự thi. Dạ. Dạ, em chưa có chồng mà em là single mom. Nhưng mà không chừng thái tử khoái cái xì tai của em á. Phụ nữ single mom có kinh nghiệm chăn gối. Thái tử cần kinh nghiệm chăn gối đã có ta. Khi nào cần giặt gối sẽ kiếm bà. Còn cô này chưa có chồng thì phải ra cho thái tử coi mặt nha. Dạ dạ dạ, nó con của thần. Dạ dạ. Đây trời ơi, tôi đẻ được 2 đứa con gái đúng trước sáng quá. Dạ, dạ, dạ. Đó, 2 đứa, 1 đứa tắm, 1 đứa cám. Ôi trời ơi, 2 đứa đứng gần nhau, nó đẹp y như 2 giọt nước vậy đó. Một giọt dầu thơm và 1 giọt nước mắm. Dạ. 2 đứa đều có mùi đặc trưng như nhau. Dạ. Tắm cám con của thần. Dạ. Tắm cám hả? Dạ. Người đặt cái tên nghe hay lắm. Dạ. Ừ. Được. Dạ, nước mình nước nông nghiệp mà. Ừ. Tại tôi đẻ có 2 đứa đặt tắm cám á, chứ tôi đẻ được nữa cái tôi đặt ngô nè, khoai nè, nếp thang cho nó dính với nông nghiệp. Good idea. Dạ. Khen cho nhà ngươi. Dạ. Cái chân ngắn mà được cái não dài. Dạ. Thôi, bây giờ các ngươi chuẩn bị ra sân đình cho thái tử coi mặt. Dạ. Ta qua nhà khác. Dạ. See you later. Dạ. Dạ mời quân sư. Trời ơi con, ra đây má biểu, ra má biểu. Ra đây. Trời ơi mày thức dậy đi để ra cho thái tử gặp mặt mày ngủ rồi vậy? Mở mắt lên coi. Con đâu có ngủ đâu, con đang thức mà. Tại má đó, má đẻ con ra cái cơ mặt nó cứ chảy xuống gì á, ai nhìn. Con có tưởng là con ngủ triền miên không à? Mà con đâu có ngủ. Còn má đó, má ngủ người ta nhìn má người ta có tưởng má thức không à? Cái mặt gì cứ sọc lên không mà thấy gốm. Tối má ngủ má treo ngược người như dơi vậy đó con. Sao giờ nó giật ngược lên hết vậy à? Sao cơ của tôi dựng lên mà rẻ con gái tôi cơ nó sụp xuống trời. Thôi không sao, con dạ. Nhờ đen nhồ phú á. Dạ. Ông đó lắp đồng mi đẹp lắm. Dạ. Lắp một cặp dụng lên tới đồng mày ra kéo giật ngược con mắt lên vậy. À vậy hả? Ờ đó. Neo đâu. Trời ơi, móng tay color club. Bây giờ nó ra 1000 một dạng màu nè, các kiểu màu như mẹ cho nè con. Nó sơn 1 tháng không có bay. Sơn màu đỏ, màu cam lên cho nó lộng lẫy nha. Sửa lên cho nó đẹp nha. Sửa mặt sửa gì nữa, mặt con sửa nát còn chỗ nào sửa nữa đâu. Mà thôi má ơi, thi mấy này hên xui à. Không chừng cái mặt con gì mà vô thi đậu á. À, hên xui, vụ này hên xui. Má, con cũng được đi nữa phải không trời má? Trời, con lem luốc ở nhà đi, chi con. Chơi. Trời, con quỷ này đẹp thiệt trời. Má à, lệnh triều đình á là tất cả con gái trong làng mình á phải ra cho thái tử gặp mặt. Nếu mà con cãi lệnh á là cả nhà mình bị chém đầu đó má. Má, má nghe nha. Má mà cho con nhỏ đi thi á, nhìn nó là con biết nó đậu con rớt rồi đó. Để đó má lo. Dạ. Con. Dạ. Con muốn đi thi học con. Dạ. Mà xuống đây nè, má chỉ cho nè nha. Đi vô trong nhà đó, lấy hết quần áo dơ sạch của má nè, quần áo sạch của con nè, quần áo sạch của em nè, đem ra đây. Cám con mấy ngày không tắm rồi? Dạ mới có 1 tháng à. À, lăn lên cái đống quần áo sạch đó cho má. Rồi nhiệm vụ của con á, giặt đàng hoàng đi, ủa cho nó thẳng, rồi đem vô tủ cất cho má nghe chưa? Là xong hả má? Chưa mày. Quê nhất là mày ngồi bằng tao đứng đó. Vô trong nhà lấy đậu đỏ và đậu đen mà tôi trộn sẵn vô rồi đó nha. Lựa ra cho má đậu đen ra đậu đen, đậu đỏ ra đậu đỏ. Sau đó nấu 2 nồi chè, 1 nồi chè đậu đen và 1 nồi chè đậu đỏ.
sau khi nấu xong trộn hai thứ đó lại với nhau. Con đi ra cho thái tử coi mặt về mệt, ăn cơm chi cho nó hao gạo, giọng hết đòn chè đó cho tôi nghe chưa. Đi con. Nè, nghe tôi dặn thêm nè, bấy nhiêu việc mà má tôi dặn gì á, chị làm từ từ nghe chưa, có làm nhanh cũng không kịp đâu. Ừ. Còn có mấy tiếng nữa à, bà mà làm kịp tôi con bà đó bà nội. Đi con, đi vô sửa soạn. Sửa soạn gì nữa má, hai má con mình bây giờ hả, màu sắc sặc sỡ như bảy sắc cầu vồng gì đó. Công nhận nha, nhìn má lộng lẫy như cái bảy vậy đó. Còn con sao? Nhìn con rực rỡ như thị nở vậy đó. Đi con. Trời ơi, làm sao, làm sao mà giặt cho hết cái đống đồ này, làm sao mà lựa cho hai cái nồi đậu này đây. Trời ơi, ngày xưa còn có bụt để kêu cứu, bây giờ ai cứu tôi đây, ai cứu tôi đây, iPhone đâu rồi, cứu đi. Trời ơi, tiệm giặt ủi à em, chị Tấm nè. Em tới nhà chị em lấy đống đồ dơ em đi giặt cho chị nha, mà em nhớ là dry clean cho chị nghe chưa. Em mà không làm xong 2 tiếng đồng hồ là chị vợ em mai mốt chịu tới em chị giặt nữa đó. Ừ nha, nhớ nha. Xong. Trời ơi, còn ba cái đậu này làm sao mệt quá. Chở em supermarket phải không? Ừ, em lấy cho chị ha. 3 kg đậu đỏ em nấu thành 1 nồi, 3 kg đậu xanh em nấu thành 1 nồi. Xong rồi em trộn lại cho chị, em delivery tới đây cho chị nha. Chút xíu chị tiếp hậu cho em. Hả? Chị đâu có khùng. Cái bà bá sai chị bà mới khùng. Bà đi chích thuốc cho bà hết khùng rồi. Vậy nha, cảm ơn em nha. Trời ơi, trời, hai bà lùng má tử tính hại chị hết cưng không có dễ đâu. Người ta nói đẹp không chưa đủ mà phải còn thông minh nữa chứ, phải không? Thái tử ơi, thái tử hãy chờ em. Gì mà mới vừa ra thân đình thi cái rớt liền là sao trời. Nhanh quá à. Bởi vì cũng tại má không á. Ơi, mặt già hát như con quỷ già. Vô khai còn trinh. Vừa khai xong hàng quân sĩ nghe xong nó bất tỉnh luôn vậy đó. Quân sư mà nó còn bất tỉnh cho đừng nói quân sĩ. Mà công nhận quân sư nó hay ghê. Nó nhìn thấu được cái sự trinh tiết của má. Mà con cũng lạ nữa, người ta mới nói cả cái sân đình này ai là người đàn bà đẹp nhất. Mày phóng ra một cái nguyên một cái đoàn ngự lâm quân á, có tê liệt luôn vậy đó hà. Thì có con cũng biết sao á, cái ai vừa nhìn mặt con cái là buồn ngủ liền à. Tự nhiên cái nguyên cái đội quân ta vừa nhìn con cái ta đi ngủ hết trơn vậy đó. Bởi vì bực bội hết sức luôn vậy đó. Gì á, gì rần rần nữa hả? Do you like cha cha cha? I wanna dance. Do you like cha cha cha? Ai vậy? Ai mà đẹp quá vậy? Có ai mà đẹp quá vậy? Tấm nè. Trời. Ủa sao? Sao Tấm đẹp quá vậy Tấm? Thì Tấm mới Tấm, không đẹp sao được? Hả? Rớt rồi phải không? Hai dịch cổ lùn. Thiên Nga, cho dịch cổ lùn hỏi cái coi. Thiên Nga đâu vậy? Thì đi gặp thái tử. Hai người ở nhà chờ tôi đi nha. À. Tôi đi gặp thái tử xong rồi đó, tôi đi rước hai người đi sống hưởng giàu sang phú quý với tôi nha. Dạ. Sao má ngu vậy má? Trời ơi, thấy nó đẹp quá quên hết trơn rồi. Người đâu mà đẹp mà trời ơi, cái giò dài sọc vậy đó à. Thái tử gia lâm. Mặt cũ má ơi, con mặt cũ. Trời ơi, thái tử đâu cha nội đi vô hoài vậy cha lão. Mời thái tử. Thôi đi mấy cái thằng thổi kèn. Dư hơi dữ à. Thổi một đoạn ngắn thôi. Hãy thổi dài thòn. Thổi riết được cái mặt tái đứt nhái xỉu luôn kìa. Má. Hả? Cái này chắc ba của thái tử quá. Ăn nói hàm hồ vô ý. Đây là ông nội của thái tử. Thái tử đó. À, tử đó sao? Cái gì mà dễ xỉu quá. Giới thiệu lần nào cũng có người xỉu hết rồi. Dạ muôn tâu thái tử. Đây là nàng Tấm mà thần đã giới thiệu với thái tử. Wow. Đẹp lắm. Tấm đi à.
ta rất thích ăn cơm tấm. Nhìn cái đùi là ta thèm ăn cơm tấm sườn chả hai trứng. Đó mới chỉ là tấm thôi, chả đây nè thái tử. Dạ thưa thái tử, em là miếng chả thơm phức nè. Cái này ném về chả đùm thì có. Không thích chả hả? Đây có sườn đây, sườn nướng barbecue đây. Sườn nướng barbecue. Barbecue à? Dạ sườn. Sao ta lại hửi phảng phất thấy cái mùi sườn xào chua ngọt vậy? Tính ra một mẹ sườn, một mẹ chả, hai trứng còn lại chắc là thần đó thái tử. Mày làm như mình mày có trứng vậy. Dạ tiền thiếp xin kính chào thái tử. Ừ. Dạ tiên nữ xin kính chào thái tử. Đâu có tiên nữ à? Dạ đây. Trời ơi, bà là tiên nữ hả? Thần thiếu dấu nặng. Dạ tiện nữ xin kính chào thái tử. Làm cái gì vậy? Dạ thấy nôn nao quá thái tử ơi. Đứng lại cho nghe ngắn đàng hoàng. Có chuyện gì? Dạ đây là hai đứa con của thần nha. Một đứa tên Tắm, một đứa tên Cám. Gần vô coi trời ơi y như hai giọt nước vậy đó hà. Mà nói đúng, y như hai giọt nước. Dạ. Đây là giọt nước suối. Dạ. Còn kia là giọt nước cống. Dạ. Dạ còn đây là giọt nước thải nè thái tử. Đâu? Bà đó bà nội. Dạ. Dạ thưa thái tử. À. Tắm, Cám đúng là cái tên tiền định. Tắm là để cho người ăn, còn Cám là để cho heo ăn. Hay lắm. Dạ. Ấy là để cho chó ăn. Cái gì vậy? Bà. Dạ dạ cục cục gì? Gì? Cục xương chó nó thích ăn lắm. Đẹp lắm. Lấy cái chân gà từ xuất phát là coi. Bất hứng à. Quân sư. Dạ. Lấy thuốc. Dạ dạ thuốc thuốc. Dạ. Gặp thần tiết là ai cũng phải uống Viagra hết. Viagra cái con khỉ. Nhìn bà là phải uống thuốc chống ói đó. Chống một dạ. Tháng luôn nè. Dạ dạ thái tử mấy cho em luôn một viên được không thái tử? Ừ. Hả? Em nói lộn. Cho em một thùng. Ủa. Tao cho mày hai thùng luôn. Thái tử định lấy thuốc gì? À, lấy cho ta thuốc Nhật Bản Hải Dược. À, dạ, 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 dạ. Thuốc này là thuốc tăng cường sinh lực. Đó, nhờ cái thuốc này mà bữa nay ta có đủ sức để đứng đây ngắm nàng đó. Ồ, à, bộ đồ ai đi ra cho nàng mà đẹp vậy? À, ca Vinh Hiệp. À. Vậy chứ bộ đồ của thái tử... Ai đi ra cho thái tử dạ? Bộ đồ này là của thái tử Sạc nước Anh tặng sinh nhật cho ta. À. Tại vì tay thái tử có chung một cái nỗi niềm đau khổ. Đó là phụ hoàng của ta năm nay đã ngoài 80. Và ngang ngửa với nữ hoàng Elizabeth. Vậy mà vẫn còn tham quyền cố vị, không chịu nhường ngôi cho các con. Dạ. Bởi vậy thái tử mới tặng bộ đồ cho ta. Ta rất hãnh diện với bộ đồ này. Dạ. Bà thấy có đẹp không nè? Dạ đẹp. Nãy giờ dạ thần tưởng mấy người mở cửa cho sòng bài. Giống dễ sợ. Định cho tiền tiếp rồi đó. Bà giỡn mặt với bà nha. Dạ. À, nó bận bộ đồ vậy đâu có thấy gì đâu đẹp. Tại sao không đẹp? Cặp giò đó mặc vậy chỉ hiến thân cho mũi chích thôi. Bận đồ như Cám kìa mới đẹp. Làng đi con. Nó thôi đất ơi. Hay lắm đẹp. Nè Cám. Dạ. À, nàng có muốn về triều chung với chị hay không? Điều đó là dĩ nhiên rồi. Tránh ra đi con quỷ chân dài. Thiếp biết thế nào thái tử cũng đưa thiếp về làm vợ lẽ. Mà vợ lẽ bao giờ cũng được thương hơn vợ chẳng. Ha 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 ha. Lúc đó ta sẽ là đương kim hoàng thái hậu. Im đi. Cười cái gì? Biết ta mời con của bà vô cung làm cái gì không? Dạ làm gì? Làm nàng hầu để quạt đuổi mũi cho nàng tắm ngủ đó. Ủa gì vậy? Ai da, thái tử điều đó không thể nào được đâu. Tại vì tay thần thiếp cục lắm hả? Quạt là mỏi tay lắm, làm ơn mua quạt máy giùm được không hả? Thái tử à, mua luôn máy lạnh đi, thái tử mua máy lạnh. Im đi.
xấu mà còn làm quá lố. Tránh ra. Đâu có xấu đâu. Đâu có xấu gì đâu. Chê hoài đâu có xấu. Đâu có xấu. Ừ. Hai người không có xấu. Ừ. Thôi về đi. Ừ. Yên tâm. Cuối năm trong cung có lễ hội. Ta mời hai người vô. Hả? Cái số được vô cung. Lễ hội gì vậy? Halloween. Hai người để yên vậy nha. Đừng có quá trang gì hết á. Vô làm hai con quỷ gác cửa là người ta đủ sợ rồi. Quân sư. Dạ. Dạ dạ. Nhiều lời làm cái gì? Dạ dạ. Nè, hôm nay ngoài việc tới đây kiếm vợ, ta còn nghe dân làng tố cáo mụ kia rất tàn ác đối với con riêng của chồng. Hôm nay ta sẽ trừng trị mụ, giết đi cái nạn mà ghi ghẻ con chồng. Trời đất ơi, má đâu có ác phải không con? Má đâu có ác đâu. Trời ơi, hiền khô. Má hiền. Rồi tôi có làm gì đâu. Má em như là thánh nữ. Trời ơi, hiền lắm. Em có làm gì, em chỉ bắt con chồng leo lên cái cây cao. Ha, rồi em đứng ở dưới em rảnh quá em làm gì. Em chặt cây cao thôi hà. Ngươi. Đừng có chỉ. Thời ngày xưa thôi. Chứ thời bây giờ mà cỡ con này nó leo lên cây cao là 100 thằng ở dưới nó hứng vậy nè. Nó té xuống nó bị cái gì đâu. Nó vô trong nhà thương bảo hiểm trả cho nó 6 tháng rồi. Nó vô trong nó dưỡng trắng da dài tóc. Sẵn nó kéo giò, bây giờ giò nó dày sóc luôn cái đó. Im đi. Cái tội ác lớn nhất của mụ là bắt cô Tấm leo lên cây cao mà mặc mini jeep. Đừng nói nhiều nữa. Quân sư. Dạ. Đem nhốt hai con quỷ mặt khóc mặt cười đi vô lãnh cung. Đi vô đây. Đi vô hả? Dạ muôn tàu thái tử. Cái gì vậy? Cái gì mà nước miếng nước dãi chạy nhiễu nhão vậy? Nhìn thấy mà gớm. Ta đang ngắm nàng Tắm mà mới làm hết hồn. Thái tử. Sao? Thấy nàng Tắm sao? Quá đẹp. Quá đẹp thì mình quất liền đi thái tử. Ý thần nói là ở đây sẵn Las Vegas, mình tổ chức đám cưới liền, có 7.000 người ở đây. Lời chắc luôn của thái tử. Hay lắm, ta sẽ trọng thưởng cho người. Dạ, dạ, cảm ơn thái tử. Mà thái tử móc cái gì vậy thái tử? Móc hàng ra. Hả? Tấm, will you marry me? À, thái tử ơi, hộp xoài, à, hộp xoài này thiệt hay giả vậy thái tử? Ta là thái tử, không bao giờ xài đồ giả, chỉ xài đồ mượn thôi. Cái này ta mượn phụ hoàng, số mượn thì ông cũng mất đi để lại cho ta mà. Vậy cái này bao nhiêu ly vậy thái tử? 105 ly. Cái này chắc ném về đại bác. Đó đó. À, dạ. Sao, nàng có đồng ý làm vợ của ta không? I am. Sao? I am so sorry thái tử. Cái gì? Sorry là từ chối à? Sư. Dạ. Đỡ tử lên coi. Lên lên lên. Tại sao? Hỏi 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 tại sao? Tại sao? Tại sao nàng từ chối ta? Thái tử à, không phải người con gái đẹp nào cũng muốn lấy chồng đại gia đâu, phải không? Như thiếp nè, chỉ muốn lấy chồng theo tiếng gọi con tim của mình. Chẳng hạn như là lần đầu gặp quân sư gì đó. Excuse me. Tấm à, không ngờ nàng quá sáng mắt. Đúng rồi, trong cung ta là đẹp trai nhất. Quân sư. Dạ. Đã là ta hai cái thùng thuốc chống ói nãy thì ta uống. Tấm ơi, đúng rồi. Kiều nữ bây giờ lấy đại gia là xưa rồi. Kiều nữ là phải lấy thiếu gia. Mặc dù ta có thiếu nợ chút chút. Tấm về triều đình với ta. Tấm không làm vợ của tổng thống thì làm vợ của cố vấn tổng thống cũng vậy thôi. Im đi. Dạ. Ngông cô, có tin là ta sẽ phai ơn ngươi để ngươi về nhà đuổi gà hay không? Dạ muôn tâu thái tử, thần đã theo thái tử nhiều năm qua, đã đâm trọt được nhiều vụ trót lọt. Dạ bây giờ thần xin thái tử cho thần hạ cánh an toàn. Dạ retire sớm để về chung sống với em Tâm. Ngươi đang làm cố vấn cho ta, ta trả ngươi tới 45 đô một giờ. Bây giờ ngươi quyết shop làm sao mà sống nổi hả? Dạ. Dạ thần lấy tắm xong thần về mở quán hương trên bô sa chắc cũng đủ sống hả em? Dạ. Dạ thưa thái tử, ngày khai trương đó, hai vợ chồng hạ thần sẽ mời thái tử ăn món cơm tấm mì sườn chả hai trứng nha. Dạ dạ hai trứng. Bây giờ ta không thích ăn cơm tấm nữa. Có cám nè, ăn không nguyên máng nè.
Cô tưởng ta là heo hả? Dạ cũng giống lắm đó. Súp được không? Súp nó dễ nuốt. Im đi. Dạ muôn tâu thái tử. Cái gì nữa vậy? Thái tử đừng có nóng, thái tử bình tĩnh. Ông bà ta thường có câu. Câu gì? Nồi nào úp dung đó. Quân sư còn trẻ, còn đẹp. Nồi chưa xài qua bao giờ, chưa mớp méo, chưa nấu, đít còn trắng tươi à. Thì phải kiếm cái dung cho nó xứng đào, xứng kép. Hoàng tử đây, nồi đã xài nhiều lần, đít đã nấu đen thui. Thì hoàng thái tử phải kiếm cái dung cho nó xứng đào, xứng kép. Dung nào? Dạ, thiếp đây. Thiếp thề, thiếp sẽ treo chàng để nâng khăn sửa tôi. Ta có xài khăn bây giờ đâu mà cần năng. Hả? Tránh ra đây cái nùi dẻ. Má đó, sao má có cái bệnh tự tin, bệnh tưởng về sắc đẹp má không à? Để con coi. Dạ thưa thái tử, người ta thường nói tình mẹ mà duyên con. Nếu thái tử không lấy mẹ của thiếp thì thái tử đưa thiếp về đi. Thiếp tình nguyện sẽ nâng quần sửa áo cho thái tử. Tránh ra được cái bùi nhùi. Hai người làm cái gì vậy? Bộ tưởng đây là bãi biển Hawaii hả? Đứng dậy đây heo chim cánh cụt. Bây giờ hai người. Dạ. Heo tả về chiều. Dạ. Cái gì hả? Về chiều nữa hả? Rồi, làm quý phi nữa con ơi. Còn lâu. Hai người sẽ gánh nước đổ đầy hồ bơi trong nguyên cái hoàng cung tắm đó. Đi lên. Hồi con. Trời ơi. Trời đã lùn nay càng lùn hơn. Vậy? Trời. Sugoi Fukuidan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Alo. Má hả? Con chúc anh Đài nè. Má đang cho heo ăn hả? Má ơi, xuân này con không về nha. Dạ. Má đừng có lo. Trời đất ơi, 2 năm rồi con ở nội trú, ở chung với bao nhiêu đàn ông mà không ai biết là con là con gái hết trơn á. Dạ, biết nhà trường đuổi con sao? Dạ. Dạ đúng rồi, ảnh là Lương Sơn Bá. Ảnh là anh em kết nghĩa với con thân lắm. Nhưng mà con nói má nghe nha, ảnh ngu lắm, ảnh cũng không biết con là gái giả trai. Nhiều khi con đi tắm chung với ảnh, ảnh không biết nữa. Mà công nhận má nuôi con hay thiệt. Mỗi lần mà con rửa chân con dòm xuống cỏ không à. Má đừng có lo nha. Dạ. Cái gì? Lấy chồng hả? Thôi con còn chút xíu à, con không chịu đâu. Lấy ai? Thằng nào? Nó làm nghề gì? Nghề đĩa ốc hả? Không được đâu, nghề đó không chắc ăn. Giá nhà giờ sắp xuống rồi má ơi. Thôi chuyện đó từ từ tính nha má. Dạ. Má ơi, má nhớ gửi thuốc cho con nha. Không phải thuốc nhức đầu. Cái đó con có rồi. Thuốc ngừa thai á. Chết yên kê gì mà. Thôi má ơi, nói chuyện nhiều tốn tiền quá nha. Thôi con cúp à. Nhớ con thì email cho con nghe không. Dạ. Happy New Year mom. Tiểu Thơ ơi. Tiểu Thơ. Chuyện gì? Dạ thưa Tiểu Thơ, có Lương công tử tới thăm kìa. Đại biểu. Dạ. Con tiện tì. Tao với mày giả tay đã 2 năm rồi hả? Mà mày cứ quen miệng của tao bằng Tiểu Thơ không à. Người ta biết được á, người ta biết tao là gái thì sao hả? Con tiện tì. Áo. Trời, Tiểu Thơ nói người ta mà Tiểu Thơ không coi mình kìa. Trời, 2 năm trời á mà cứ kêu con tiện tì hoài ha. Ủa? Không, Tiểu Thơ nhớ ngang. Tiện tì là con gái, Tiểu Đồng là con trai. Cứ tiện tì này tiện tì nọ hoài à. Tao quên. Không, cả đám trai trong trường nó mà biết con gái ha, nó xúm lại, trời ơi, nó đè con sao con chịu nổi. Tiểu Thơ, ói hả? Ôi, còn gì nữa. Con nói mà con cũng kềm dữ lắm không, con cũng ói rồi. Ai mà thèm dê mày. Tao sợ tụi nó, là sợ tụi nó dê tao thôi. Gì mày? Mày làm gì đó? Cú nãy là con kềm được. Cú này con kềm hết được rồi Tiểu Thơ. Cái gì kềm trời được? Ơi, Tiểu Thơ nhà em á,
có tự tin mà có bằng cấp license luôn vậy đó. Khổ bá ghê. Nhiều chuyện mày. Ra mời Lương công tử vô. Dạ xin mời Lương công tử vào. Chúc đệ, chúc đệ. Lương huynh. Lương huynh ơi, nhà mới hút bụi. Lương huynh làm ơn chùi chân giùm em cái. Ăn ở sạch sẽ quá hèn gì như con voi. Chùi ra ôi. Dạ. Sáng sớm mùng 1 Tết sao Lương huynh thích gì vậy? Để con lượm cho. Dạ, gặp em cảm động quá phải không? Nè, Lương huynh tới nhà em sáng sớm mùng 1 sớm có chuyện gì không? Biết sao không? Tao đang buồn quá. Dạ. Sáng mùng 1 mấy đứa nó về quê hết rồi. Dạ. Bây giờ chỉ còn mình tao với mày ở đây thôi. Dạ. Tao mới nghe đồn Chinatown nó mới mở một cái chỗ massage ngon lắm. Lương công tử. Tao là gái Thái Lan với Thái Lan không. Tao với mày đi massage trở lại. Lương công tử. Lương công tử. Chị gì? Sáng mùng 1 sao công tử không lì xì cho em? Công tử kẹo quá à. Tới đây biểu. Mày kêu một cái thằng tiểu đồng nào mà kinh khủng như vậy? Tướng thì như con chí mén vậy đó. Nói chuyện ổng à, ổng mèo thấy bắt gốm. Hai đứa bay á. Bây giờ tao thấy hai đứa bay có cái gì lạ lạ rồi. Được rồi, từ từ đi. Hàm hố cái gì mà lì xì. Đang buồn gần chết đây nè. Ông già không có gửi tiền lên. Lương huynh. Chuyện gì? Sao Lương huynh kêu em bằng mày? Trời ơi, em kêu đại ca là huynh thì huynh phải kêu em bằng đệ. Kêu bằng mày á không có xe. Chữ thơ, mình đang đàn ông đó, cứ lên, gồng lên. Không, nhão quá bể hết bây giờ. Ồ vậy hả? Tao quên. Lương huynh, kêu bằng mày nghe không có phê. Giọng con này lúc trầm lúc bổng ha. Nói nghe nè. Dạ. Tao nói cho mày nghe, tao với mày là học trò học cùng chung trường. Anh lớn, anh làm anh. Em nhỏ, em làm em. Bây giờ tao với mày kêu mày tao cho rồi. Làm như hát hồ quảng kêu huynh để mệt quá đây. Em không chịu đâu, trời ơi. Huynh là gentleman, xuất thân từ một gia đình cao sang ở chợ Cầu Muối mà anh nói kỳ cục vậy. Em không chịu đâu. Mày nhắc tới gia đình danh giá của tao, mày còn nhắc địa điểm ở làm chi vậy? Thứ gì đâu ngu thế ớn không. Tao nói cho mày nghe, mày nhìn lại mày với tao đi. Tao thấy tướng mày còn gentleman hơn tao đó. Tao nhiều khi tao nói mày không biết là sĩ tử hay là... Lúc này mày phát tướng quá. Nhà mua dưa leo làm gì mua dữ vậy? Dạ, mua dưa leo đắp mặt, đắp cho nó da nó đẹp á. Hay lắm nha Lương huynh. Hai ngày đầu em đắp á hả, bao nhiêu bụng cám nó lặn sạch hết trơn á. Đó, tốt. 4 ngày sau á, nó nổi nguyên một về mụn bọc rồi. Huynh đắp không? Em cắt em đắp cho huynh. Cảm ơn mày, con người mày mát mẻ. Người mày mát mẻ mà còn nổi mụn bọc. Tao mà đắp cái đó vô chắc nổi mụn nhọt luôn à. Thôi dẹp đi, đừng có dụ tao. Nhưng mà tao thấy vậy nè, cái mặt của mày đắp trái dưa leo này vô bao nhiêu cho đủ? Còn 4kg dưa leo không đắp đủ cái mặt mày. Thôi thì có cái dưa này dễ đắp hơn, không cần phải sắc lát. Dưa gì huynh? Dưa hấu. Mày mua nguyên trái dưa hấu xong mày sắn đôi ra, xong mày khoét cái lỗ mày ốp lên mặt mày ngủ. Thấy cái đó chắc ăn hơn. Ê mà Lương công tử. Chuyện gì? Con nghĩ dưa hấu cũng không đắp nổi cái mặt của công tử nhà con đâu nha. Con nhìn mặt công tử nhà con nghĩ có một loại dưa đắp mà vừa rẻ tiền á, mà nó vừa hạp lắm á. Dưa gì? Dưa da. Sao lại đắp dưa da? Trời ơi, mỗi lần nhìn mặt công tử con là con tưởng ngay tới cái tô thịt thịt heo kho tàu à. Không, mà kèm với cái hũ dưa giá là trời ơi, số 1 nha, thố thiệt á. Có công tử. Nhiều chuyện mày. Thằng này gút ai đi ra nè. Nó hổng nhiều chuyện gì. Đi vô lấy nước mà công tử uống. Công tử. Chị gì? Uống trà đinh hay trà sen? Tới đây biểu. Mày là con ở hay là mày là chủ nhà? Nghĩ sao mày mời nước trà tao mày ở uống trà đinh hay trà sen? Mày muốn tám đinh trong mặt tao hả? Tao nói cho nghe, bộ mày muốn giết người hay sao? Đâu dám giết công tử. Mày thấy tao mới thức hai đêm chờ tiền của nhà gửi lên thôi, hai con mắt tao nó như hai con ốc muốn lòi ra rồi. Mày nghĩ sao mày cho uống nước trà cả đêm tao thức cho tao chết hả? Công tử lộn rồi đó. Trời ơi, con uống nước trà từ nhỏ tới lớn ha.
Nhớ hồi nhỏ con có là 1m8 lận, da dẻ hồng hào, trắng tẻo, mịn màng, ha, đẹp ghê vậy đó. Mà cũng uống trà thét, trời nó quéo lại còn con thứ mốt vậy đó. Vậy bây giờ mày xúi người ta quéo bằng mày hả? Vậy mới xứng chứ. Thôi dẹp đi, cho coca hay bò hút gì cũng được. Vậy công tử có bệnh gì không? Tiểu đường hay cao máu vậy không? Lấy cái nào ít ít đường thôi, tao đang bị tiểu đường đó. Tiểu đường hả? Xin nước cũng căng hả mày? Tao bỏ thêm đường cho chết mẹ mày luôn. Nói gì đó? Dạ. Đi vô. Dạ xin chào công tử, em đi. Thầy gom. Hai thằng, không thằng nào giống thằng nào. Lương Quyên. Chuyện gì? Qua thăm em có... Nói nghe nè. Không có thầy ở trong trường, tao qua thăm mày, tao đem cho mày món quà đầu năm. Ha, 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 ha. Mày ơi, sẽ hết hồn liền. Cái gì chuyện hả, Linh Quỳnh? Dây chuyền mà đựng cái này tiền đâu mua. Gì vậy? Dây chuyền mà đựng nhỏ nhỏ thôi, đựng to quá mà đựng dây chuyền. Hồi hộp quá. Để tao mở ra cho. Dạ, sao nó dán kỹ. Ai biết cái tiệm nó dán kỹ quá. Dạ. Thằng 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 thằng. Trời ơi, ai vậy? Con tài tử Jennifer. Jennifer gì? Jennifer gì không biết. Aniston hả? Aniston, đúng rồi, Jennifer Aniston. Con này hiện giờ đang đóng phim Hàn Quốc nổi tiếng lắm. Trời ơi, huynh dành về điện ảnh vậy hả? Rất là đành điện ảnh. Jennifer Aniston mà đóng phim Hàn Quốc. Nhưng mà em thích Jennifer. Em thích con Tom Cruise à. Thì gom. Đàn ông mà đi thích con trâu. Thôi dẹp đi. Cái này tao đem về tao treo đầu giường, cho mày cũng phí của. Thứ đàn ông gì mà nũng na nũng nịu thấy muốn ói luôn hà. Thôi huynh dẹp mấy cái bức hình này đi. Chuyện gì? Lương huynh, còn có 3 tháng nữa thôi là mình phải chia tay rồi. Cái đó biết rồi. Em sắp sửa về quê để lo cái business cho ba má em á. Business làm cái gì? Dạ nuôi heo. Chết. Hèn gì, ba mẹ lựa đúng nghề quá. Nuôi con cũng ngang ngửa như heo. Dặn đệ một cái điều này, sau này á, cho heo ăn đó, nhớ mặc áo màu màu xanh đỏ vàng. Đặc vậy? Biệt không được bận màu trắng đen hay màu hồng. Sao vậy huynh? Hiểu không? Bởi vì bước vô chuồng không biết con nào là con heo. Lương Quyên, chọc em hoài à. Đâu có chọc đệ làm cái gì. Đó là nghề gia truyền của gia dòng họ Chúc nhà em mà. Thì bởi vậy, chính vì nghề gia truyền nên mới sợ. Nhiều khi tao nói mày nghe, sống là người ta nói sinh nghề tử nghiệp. Nhiều khi bà già mày hăng nuôi heo quá, lúc cân heo đi bán lỡ cân lộn đứa con thì sao. Suy nghĩ cho kỹ đi, đúng không? Quên. Hả? Nói chuyện gì đâu cũng mà. Em nói Quỳnh nghe, kể từ nay ở chốn xa xăm, mỗi lần cho heo ăn, cho heo tắm, cho heo ngủ, làm sao em quên được hình ảnh của Lương Quỳnh? Tao móc họng mày hả mày? Mày suy nghĩ tao, mày không giống heo mà tao giống heo là sao vậy? Không phải. Sao mày cho heo ăn mà mày nhớ tao? Em nói cho Quỳnh nghe, ở nhà em mỗi lần mà sắc đồ ăn cho heo ăn á, có sắc sắc mắm mỏ tổng á, thì nhìn sắc mắm thì em nhớ Quỳnh đúng phải hả? Tao phóng cái quạt là mày bất đắc kỳ tử nha. Bữa nay mùng 1 Tết tao không muốn chửi mày. Ôi thiệt là chán quá đi. Không mà quên. Chuyện gì? Đi chơi đi, ở nhà buồn quá. Quên có chuyện gì mà quên buồn? Ông già tao mới gửi thơ lên. Hả? Không thơ gửi gì? Tiền mà nhận thơ hoài. Thơ gì vậy quên? Không biết thơ gì, tao đang buồn đây. Không thấy tiền thấy thơ là tao bực bội rồi. Mới ra đây, mới email xong, mới in ra đây. Tao đọc cho mày nghe. Dạ. Lương chân bá con, từ ngày con từ giả xóm làng lên kinh đô dùi mài kinh sử, quyết lấy cho được mảnh bằng tốt nghiệp lớp 12 hệ bổ túc. À nội ơi, tại sao cha con có thể đối xử với con như vậy? Học bổ túc mà ông cũng khoe. Bao thường xuyên thao thức canh trường, nhớ con tha thiết mỗi đêm chỉ ngủ được có 8 tiếng là giật mình thức dậy. Trời ơi, tội nghiệp, ngủ ít quá. 8 ông già, tiếng hả? Ông già mà ông ham ngủ thấy ghê không? Tao đã nói rồi, còn một giấc ngủ ngàn thu nữa mà ham chị ngủ nhiều. Bữa nay biên thơ cho con mà ba không ngăn được dòng nước mắt. Con ơi, nhà mình không có số khoa bảng, cái đó tao biết lâu rồi, nhà tao dốt lắm. Học bao nhiêu năm cũng vô ích ông nội, con ngày trước ôm giấc mộng làm hair stylist mà thi 8 lần không đậu cái bằng tóc.
cho tới đời ba thi bằng lái xe hơi suốt mấy năm trời mà vẫn rớt, cuối cùng ba phải đành lái xe ngựa. Nhiều khi tao thông cảm hoàn cảnh gia đình tao lắm, có cái máu học giỏi mà. Nay con lại sai lầm đó. Tại sao gọi tao là sai lầm? Sai lầm đi theo con đường cũ, ba sợ con uổng phí tháng ngày mà vẫn trắng tay, nên ba khuyên con bỏ học về quê mở tiệm nail. Cái này là tao không chịu được. Mày nghĩ sao tướng tao giữa nail giống này, ba cái chemical nó quất vô ba bữa là chết rồi. Nếu con chịu khó giữa ngày giữa đêm thì chăm chỉ vài năm là trở thành triệu phú. Bởi vì sách có câu: con ơi nhớ lấy lời cha, một năm ngồi giữa bằng ba năm làm. Nghĩ sao vậy? Thôi thơ đã dài, con thu xếp về ngay rồi gọi cho ba biết. Điện thoại của tiệm mình là 1-800 giữa móng cha của con Lương Sơn Tuyền. Ủa? Một cha huynh là ca sĩ hả? Mày nói tầm bậy, cha tao đàn ông mà ca sĩ gì? Ca sĩ Sơn Tiền là đàn bà, em của Thanh Tiền đó mày biết không? Còn tao là Sơn Ba, ba tao là Sơn Tiền. Thiệt là bực bội, bây giờ biểu tao về vũ neo làm sao? Lương Quỳnh, Lương Quỳnh, chuyện gì? Trời ơi, giờ sắp chia tay mà Lương Quỳnh nói ba cái chuyện gì đâu, không không có tình cảm gì hết trơn á. Tình cảm của mẹ gì, không có tiền mà tình cảm. À, thiệt là chán quá đi, chán đây. Quá đi hả? Đây đây. Mày lôi tao đi đâu? Nè, Quynh nhìn đi. Quynh nhìn thứ xem dưới hồ đồi thiên nga. Đồi thiên nga lâu dưới hồ giống người ta trên bờ. Con nào là con mái, Quynh chỉ em tường. Con mái là con nào? Tao chưa thấy một đứa nào mà ngu như mày. Mày nói bức tranh trên tường là hai con gì? Dạ, hai con thiên nga nó bơi lội dưới nước thật là lãng mạn. Mắt mày bị bù lạch ăn hả? Hai con đó là hai con vịt sim của lùng. Mày nghĩ sao mày kêu nó là thiên nga? Mày đừng nói mày nhìn tao với mày tưởng tiên nữ nha. Ôi chết rồi mày. Sao kỳ vậy? Nhưng mà em cũng thể tưởng tượng được vậy chứ bộ. Giờ em đố Quynh nha. Ê, con nào là con mái? Tao mệt mày quá, mày hỏi con mái con trống làm gì? Mày đi mua vịt quay, có khi nào mày hỏi con nào con mái con trống hay không? Hả? Mày chỉ hỏi con nào ngon con nào dở thôi. Hỏi làm gì cho nó mệt xác. Quynh này kỳ quá à. Tối ngày lo ăn không à, có chừng mập á. Mày nhìn kỹ lại mày đi. Tao với mày ăn chung một bếp ăn tập thể. Mày ăn riết mà con người mày vậy mà tao quéo lại còn chừng này. Mày nghĩ sao mày nói tao có tâm hồn ăn uống? Cái thằng này thiệt tình. Nhưng mà Quynh nói với em biết đi. Con nào là con mái? Mày nhìn bức tranh là mày biết con nào con mái rồi. Con nào? Con mái là cái con trọc đầu kia. Nhìn kỹ trên cái lưng nó trầy trầy nữa là con mái. Ủa, tại sao nó trọc đầu với lại tầy lưng là con mái? Mày ngu quá vậy, mày chưa thấy con vịt lên nó đạp mái à? Con này nó phải mổ vô cái đầu con này. Nó phải đạp lên cái lưng con này, thành thử cái đầu con này bị trọc và cái lưng nó bị cay. Nhiều đó cũng không biết. Học bao nhiêu trả cho thầy hết, ngu thế ớt luôn. Trời ơi, hai ông nội. Quên à. Cái gì? Vậy là hoàn cảnh hai vịt này giống em với anh. Thôi ta biết dù tóc mày sắp đọc nhưng mày vẫn là đàn ông. Ngu thế ớn luôn. Hai ông nội, trời khùng mà cũng bè nữa. Gì hai đây? Cái con vịt này đó, con mập á đem nấu chao, còn con ớn kia nấu bún măng. Quyết định vậy đi. Tao cắt cỏ mày nghe thằng tiểu đàm. Hổn hả mày? Con đâu có hổn. Nè, tao đang tâm sự với Lưu Minh, ai cho mày xí vô? Trời, công tử nghĩ đi. 2 năm đi du học, công tử đồ ngon công tử thống hết rồi, công tử cho con hém burger không mà thèm thình vịt thấy mẹ à. Cho nó đi ăn đi, đưa nước đây. Đưa nước cho công tử. Nè, Lương công tử, Red Bull nè, uống vô, nhiều lúc thấy kỳ kỳ ngang, khó chịu đừng hỏi nha. Nè, bữa nay mùng 1 Tết cho mày nghỉ sớm đó, muốn đi đâu thì đi đi, lẹ lên. Cứ biểu đi chơi hoài, không cho tiền đi chơi với ai. Đi đi. Mày đi đi cho nó ghét cái đường là con mày đi. Đi đi. Phá đám không?
Thôi, mắt mày có mấy cọng lông thôi. Mày đá bậy đá bạ nó rụng hết, lấy gì làm vốn? Lương quên. Chuyện gì? Trời đất ơi, sắp tới giờ chia tay rồi. Mày cứ nói hoài buồn quá đi. Trời ơi, buồn dĩ nhiên là em làm sao vui được khi em sắp sửa xa Lương Huynh. Lương Huynh biết không, bữa nay chắc em phải có một điều muốn tiết lộ bí mật của em nói cho Lương Huynh biết. Mày có gì bí mật mở trong số hả? Cho ít coi. Bà mẹ, thằng này sao nó cứ làm đứt cái đường dây lãng mạn của mình không? Lương Huynh. Chuyện gì? Hay là tối nay Lương Huynh ngủ lại với đệ. Giết người! Trời ơi, nó giết người! Giết cái gì? Đâu mày, có giết. Mày nghĩ sao vậy? Mày cứ suy nghĩ đi, giường ở trong trường này á, có một cái nào cũng có giường chiếc không à? Tao nằm với mày, mày gác cái đùi lên cho tao tắt thở hả? Phải mày giết người không mà mày rủ tao ở lại? Không có, em nói Lương Huynh nghe, ngủ lại với em đi. Rồi em sẽ nói cho Linh biết cái điều thầm kín của em. Điều thầm kín mày có cái gì đâu mà thầm kín, bao nhiêu nó lộ hết ra người mày rồi. Chuyện gì thầm kín nói đi. Tức quá. Tao mệt quá, không có tiền, tao đang bực bội đây. Thôi Lương Huynh không chịu thì thôi, em đành phải thú thật với Lương Huynh thôi. Nói đi. Chuyện gì? Em không phải là trai. Chúc Vân Đài của Lương Huynh không phải là trai mà là gái. Lương Huynh không tin hả? Em nói thiệt, cái thằng Tiểu Đồng nó cũng là gái giả trai. Nó theo em lên Kinh Đô để hầu em đó. Mày đừng nói, tao tưởng chuyện gì bí mật, cái chuyện mày là gái tao biết lâu rồi. Ủa sao Lương Huynh biết? Mày đi tắm mấy lần tao rình hoài chứ vậy. Lưu Huynh thấy cái body của em rồi hả? Thấy hết rồi. Thấy front da or back da? Everything on that. Ủa, vậy Lưu Huynh không có xúc động nổi máu dê gì hết trơn hả? Bây giờ mày nhắc tao mới xúc động nè. Xúc động mà muốn mửa luôn á. Mày suy nghĩ đi. Mày bây giờ nhà mày có cái gương hay không? Nó gọi là cái mirror gì đó. Nếu không có mày đổ cái thau nước ra mày tự soi mày đi. Nếu mày là một thằng đàn ông mày nhìn thấy con gái như vậy mày có nổi máu dê nổi hay không? Con gái gì mà tướng như kinh công thấy gớm. Em không biết, nhưng mà dòng họ Chúc nhà em á có cái điều lệ là hãy mà ai nhìn thấy thân thể của em á thì người đó phải lấy em làm vợ. Chết mẹ rồi. Cái gì chết? I think I'm wrong. Oh my god. Anh thấy thì anh thấy làm chồng của em. Không sao không sao. Chịu rồi ha. Có người cứu mạng rồi. Ai? Tao nói cho mày nghe, bữa đó mày đi tắm xong hai tao đi rình, tao đi rình nhưng mà không phải một mình tao mà tao rủ nguyên cả trường rình bị coi con gái. Hả? Trường mình 120 đứa mà có 20 đứa nó ói trước khi nó thấy mày nó chết rồi. Còn 100 đứa thấy mày đứa nào đứa nấy nó cười mà bữa đó xỉu mà thầy nghĩ nó dại luôn á. 100 đứa thấy mày lặng, 100 đứa xe cùng với tao thì mỗi đứa chia một chút cũng đỡ. Chứ tao hốt nguyên một đống mỡ này về chắc tao chết. Trời ơi. Như vậy là Chúc bên đài em phải xóa sổ trong khai sanh rồi. Em phải đổi tên thôi. Tại sao phải đổi tên? Em đổi tên là Đoạn Đầu Đài. 100 chồng mà sao em chịu nổi? Tao thấy trong ánh mắt mày có vẻ lộ vẻ vui vui à. Tao nghĩ mày kham nổi mà. Chừa tao ra thôi. Chuyện gì? Nhưng mà 100 thì that's okay. I think I can handle that. Thì gom qua. Thiệt. Công tử Tiểu Thơ. Cái gì vậy? Tiểu Thơ. Chuyện gì vậy? Cái gì vậy? Đứng lên rồi nói. Cái gì? Tiểu Thơ. Chuyện gì? Con đã lỡ Lương. Lương mày lỡ cái gì? Nói cho đàng hoàng, khóc không à? Vào một đêm không trăng sao, nhưng suốt đời in sâu lòng người. Mẹ, hát không à? Nói cho lẹ. Dạ. Vào một đêm không trăng không sao. Ờ. Con với Lương Huynh mới rủ nhau ra bờ hồ để chơi nhậu. Ờ. Lương Huynh rót, con uống. Rồi ông rót, con uống. Rồi hồi con biết ông cho con uống cái gì nữa. Cái người
người con đơ này con cử động được rồi, cả ông bé ông bồng bé bồng. Bây giờ con mới biết chuyện gì, con đã có bầu rồi. Lương Huynh, thì ra 2 năm nay Lương Huynh không thèm để ý em mà lại mê con ở lấy nó có bầu. No, just a minute. Quay. Em bệt quá Lương Huynh ơi. Tao thấy tao còn bệt. Tiểu thơ. Nó nghe nè. Chúc muội đừng có giận Huynh. Bữa hôm đó Huynh cứ tưởng rủ nó đi uống rượu là tại vì tình Huynh để, đâu có biết nó là con gái đâu. Uống rượu xong, uống quá trời, uống nó uống, Huynh uống, nó uống, Huynh uống. Hồi nó ngã cái rặt ra nó xỉu. Bồng về xong tự nhiên thấy nó cấn cấn cái gì kỳ kỳ. Dở ra nguyên con bánh bèo. Trường mày này con cười trai mày không à, làm sao chịu nổi được. Nhưng mà giờ lỡ rồi, lỡ yêu nó luôn rồi. Lỡ rồi. Vui quá. Tao hận hai đứa mày. Đừng hận Tiểu Thơ. Hai người hạnh phúc. Tao cắn lửa tao chết rồi. Đừng. Quay. Cảm trọng quá. Cắn thiệt rồi nè. Nó nghe nè. Đừng. Bây giờ chút muội đừng chết. Chú muội đừng chết, mùng một Tết đừng nói chết xui xui hiểu không? Bây giờ để Huynh tính cho. Bây giờ Huynh tính nè. Bây giờ dù gì đi nữa nó cũng lỡ rồi, thấy không? Bây giờ lấy một con mén được thì lấy một con voi được, hiểu không? Bây giờ I can't handle that. Nó nghe nè, bây giờ thôi lỡ rồi, qua đây. Gì vậy? Giờ nó lỡ nó có bầu rồi. Bây giờ thì cho nó làm vợ lớn đi. Thôi mặc dù nó nhỏ nhưng nó làm vợ lớn. Mặc dù đây lớn nhưng làm vợ nhỏ, được không? Chịu đi Tiểu Thơ, chịu đi. Không. Tại sao không chịu? Từ chối. Vậy được rồi. Vậy là cuối cùng rồi, không có người hốt mình. Ê, điện thoại. Chà, em chúc. Vui quá. Vậy là khỏe rồi, khỏi cần giấu. Khỏe rồi, không giống. What? Chúc đi nhậu nữa nha. Why? Hả? Cái gì vậy? Chuyện gì vậy Mũi? Lương Huynh ơi. Hả? Chuyện gì? Muộn màng rồi Lương Huynh ơi. Muộn màng sao? Trễ rồi Lương Huynh ơi. Chuyện gì? Cha mẹ em đã ép em vô dòng họ Mã. Bà ép đúng dòng ghê vậy ta. Mã là ngựa, con này nó vô dòng họ Ngựa là đúng à. Vậy là đúng rồi. Huynh nói gì? Thôi. Ép gả muội cho Mã Văn Tài. Dạ. Trễ rồi. Mình có duyên mà không có nợ luôn Huynh ơi. Trời đất, chúc hai người hạnh phúc đi. Thôi forget bà đi, về lo cho em đẻ đi Lương Huynh. Chúc muội, ta nói cho chúc muội nghe, mặc dù ta không có tình với chúc muội, nhưng trong bao năm ở với nhau cũng có cái nghĩa. Ta buồn khi phải xa muội. Chúc. Hả? Cái gì vậy? Lương công tử. Trời. Ấy. Lương Huynh, anh học máu hả? Anh bị bệnh hồi nào vậy? Đâu có, ta mừng quá, ta ho cái nó nhảy ra tiết canh này cho sáng. Đồ vô kia này. Đi ra đây. Đi. Thôi, đi về lo lấy Mã Văn Tài đi. Ở đây ta thách khen Tiểu Đồng cho. Thôi bye nha. Bye. Hai đứa bay. Yoga đấy, nó cứ như ngồi thiền ấy ạ. Lòng nó thanh thoát nhẹ nhàng, nói năng không còn biết giận hờn ai là gì. Em nói thật với chị nhá,
Bây giờ mà có ai đến đây bóp cổ em chết, em cũng không dám trách mắng gì đâu. Dạ sao hả chị? Vừa rồi chị vừa gặp con Yến à? Mẹ tiên sư bố cái con đấy. Em nói thật với chị nhá, nó hôm nọ nó bảo em nó không có tiền đi chợ, nó vay của em 200.000. Mãi bây giờ một tuần nay nó chưa trả. Em nói thật chị nhá, nó mà ăn được cái tiền của em ấy, em cầu cho nó nhá, đi qua cầu thì cầu sập, mà đi sông thì chìm thuyền, mà đi qua chợ thì ngang qua hàng trái cây vấp ngã vào quả mít chết tươi, không biết đâu là mít mà biết đâu là nó. Sao chị, đấy là em trù từ xa thôi, chứ nếu mà nó lại gần em tát nó một phát. Đừng hỏi tại sao nước biển màu xanh mà rượu đế màu trắng, mà chán nó màu đen, mà mắt nó màu nâu, mà mõn nó màu cà tím đấy nhé. Dạ. Hello. Dạ chị ơi, chị ơi. Hello. Em phải tập yoga lại rồi. Chào chị nhá, hẹn gặp lại sau nhá. Hello. Dạ, cái gì ạ? Hello. Dạ xin lỗi, người tôi toàn đồ thật, không có đồ lô chị ạ. Xin chào. Dạ xin chào bà. Dạ xin lỗi, bà là ai ạ? Tôi là Cindy, Việt Kiều Mỹ. Chết rồi bà ơi, chắc bà nhầm rồi. Nhà tôi không có quen ai là Việt Kiều cả. Chẳng hay là bà tìm ai ạ? Tôi kiếm anh Hút. Bà nhìn kỹ đi, nhà tôi đất chật như thế này, không thể nào trồng được rau húng. Oh my god. Bà nhầm nhà rồi. No, anh Hùng, sinh viên khoa văn Hùng Đô. Hùng Đô. Yeah. Hùng Đô. Yeah. Hùng Đô là nhà ở đây này. Yeah. Thế hóa ra đây là khách quý quen Hùng Đô à? Yeah. Dạ, thế mời bà ngồi ạ. À. Dạ, mời. Ôi dồi ôi, khách quý đến nhà rồi, thảo nào. Vào thấy nó sang trọng ngay. Thế bà ơi, thế mời bà dùng nước nha. Chết rồi, xin lỗi bà, nhà hết nước. Thế thôi bà tạm hít khí trời cho trong lành nhé bà nhá, khỏi uống nước. Bà ơi, thế tôi mạo muội hỏi bà, có phải là chẳng hay con gái của bà nó quen thằng con trai của tôi không ạ? No, xin tự giới thiệu, tôi là người yêu của anh Hùng. Sao vậy? Bà đừng trao đảo, xin lỗi bà. Nói chính xác hơn, tôi là vợ sắp cưới của anh Hùng. Ôi dồi. Bà là vợ sắp cưới của thằng Hùng con tôi. Yeah. Con tôi năm nay nó mới ngoài 20 tuổi. Oh my god, đây là má của anh Hùng. Vậy nãy vợ con không phải phép rồi. Con xin lỗi, đã lý con phải kêu bạn mami. 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 Thôi được rồi. Bà đừng có mami hay là khoai mì gì hết. Cả gia đình tôi từ trước giờ ăn khoai mì chán quá rồi nhá. Thế tôi nghe bà kêu tôi lạnh hết cả gáy luôn. Thế tôi mạo muội hỏi thăm bà là năm nay bà bao nhiêu tuổi ạ? Thế năm nay má bao nhiêu tuổi? Tôi 50. Vậy là con hơn má 2 tuổi. Trời ơi, cái này là tôi chết rồi, lên máu rồi. Trời ơi, thủa đời này có ai đời mà con dâu nó hơn mẹ chồng đến 2 tuổi. Bà già như thế làm sao bà lấy con tôi được? No mommy. Một đến bây giờ là mấy bây giờ lúc nào cũng cần một phi công trẻ để cưới. Quên để lái. Xin lỗi bà, con tôi mà nó lái bà vài vòng thì nó cũng chết tươi luôn. Ôi trời ơi là trời. Này, cái chuyện đó là ở bên Mỹ thôi nhá. Yeah. Mình là người châu Á, mình không thể nào mà sống ngược ngạo như thế được. No. Châu Á cũng có, ngày xưa có tiểu long nữ đã lấy dương hóa. Bà rảnh không? Bà vào trong phòng tôi đấy, bà soi gương đi. Mặt bà như con tiểu hổ ấy. Người ta là tiểu long nữ, bà tiểu hổ là... Thật ra là nhìn kỹ ra nhá, bà không phải là con hổ, là bà nguyên một con sư tử cái. Úi dồi, kinh quá. Bà không thể nào bà lấy con tôi được. Úi dồi ôi, bà quen con tôi trong trường hợp nào? Chúng con quen nhau trên internet. Thảo nào, internet, hình ảnh nó mờ mờ ảo ảo, không trung thực. Chứ bây giờ con tôi mà nó ra đây nó nhìn thấy bà thì nó chỉ mà chết ngất thôi. Úi dồi ôi là rồi ôi. Alo, Hùng à, con đang ở đâu đấy? Về nhà nhá, đang có một con sư tử nó đang lạc chuồng, nó vào nó cắn mẹ này. Về mà cứu mẹ nhá. Con tôi nó quen bà, nó có biết cái số tuổi của bà không? Biết chứ. Anh nói là tuổi tác không thành vấn đề.
ảnh còn nói à, thi sĩ Nguyên Sa có câu: yêu nhau không ai tính tuổi bao giờ, thời bây giờ yêu nhau chỉ tính tiền trong nhà băng và hột đeo trên người mà thôi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ mấy rồi con? Mẹ cháu chào bác. Oh my god, bà thấy chưa, hình ảnh bây giờ trung thực rõ nét rồi. No. Con tôi nó vừa kêu bà bằng bác đấy. No anh Hùng, Cindy, Cindy. Oh, Cindy à? Yeah. Úi dồi ôi, ở ngoài em còn trẻ hơn ở trong hình. Yeah. Nhìn có cháu ngoại mà như con gái á. Yeah. Em An. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi dưới đây. Thương quá. Xin tự giới thiệu với mẹ, đây là bạn gái của con. Tôi biết rồi, bạn gái của ông ấy già như bà cố ngoại của tôi đấy. Hôn cho bà cứ như là bà hôn cháu ấy. No 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 no, em mới căng ra mặt hôn nhẹ nhẹ thôi. Tôi theo tôi nghĩ bà không những căng mà còn bơm nữa cơ. Ai đời cái thủa đời này năm mươi mấy tuổi rồi mà đồi núi thì cứ nhấp nhô như thế. Tôi xin lỗi nha, tướng bà mà có rớt xuống sông thì không bao giờ chìm nhá. Sao đấy hả mẹ? Thì bơm nhiều quá nó như phao thả xuống nước là phải nổi chứ con. Ồ. Căng thật. Ờ căng thật. Em cứ ngồi ở trên lòng anh, đừng có ngồi xuống ghế nhá. Sao vậy? Ghế nhà anh nhiều đinh nhá, nhỡ nó xì. My god. Ơi. Này. Đừng có mà dụ dỗ vị thành niên nhá. Lại đây nghe mẹ dạy này. Con không có nghe ông bà ta nói một câu à? Chồng già vợ trẻ là tiên, mà vợ già chồng trẻ mới điên điên khùng khùng. Mày đi mày lấy cái bà già này à? Mẹ cứ hơi đâu mà nghe ông bà làm gì? Càng nhiều tuổi thì càng nhiều kinh nghiệm. Yeah. Trời ơi, còn kinh với trả nghiệm. Ông ơi là ông ơi. Ông ơi, ông mở mắt ra mà xem này. Thằng Hùng con ông nó bị mù rồi ông ơi. Ngày xưa mắt ông sáng như trăng rằm đêm 30. Ông lấy tôi đẹp như hương, như hoa, như tiên, như Phật. Có gì đâu mà giật mình. Thôi nói xong tôi còn giật mình nữa đây này. Bây giờ thằng Hùng con ông nó lấy một con vợ vừa già vừa xấu, xấu như con cú, con cáo. Ông ơi, tôi nói vậy mà ông còn nhăn răn, ông cười được à? Trời ơi, cái mặt buồn cười quá đi. Ôi giời ơi, con ơi con. Con ơi là con ơi. Con ăn gì mà con ngu thế à con? Thì mẹ ăn gì con ăn đấy. Ôi giời ơi, ý nó bảo tao ăn cái gì đây? Con ơi, người ta có cháu ngoại rồi, mày còn rúc vào nách người ta làm cái gì? Yeah, con có hai đứa cháu ngoại. Nó cao hơn anh Hùng nữa. Để con dẫn về thăm má. Thôi cảm ơn bà, khỏi dẫn về. Bà dẫn về nó đứng cạnh thằng Hùng, người ta lại tưởng thằng Hùng là cháu chúng nó là chết đấy. Thế bà có chồng chưa? Bà ly dị lúc nào? Ồ, má hỏi chồng nào? Con có tới ba thằng. No baby. Anh là tình yêu sét đánh của em. Em mới gặp anh là sét đánh yêu ngay. Còn ba thằng kia là yêu qua đường thôi, bỏ rồi. Ôi giời ơi, giời ơi, giời ơi, giời. Ôi giời ơi, con ơi là con ơi. Đấy, chúng mày còn hôn hít nhau. Thiên hạ nó nhìn vào, nó cười ở trong, trong mặt đấy. Mẹ lúc nào cũng thiên hạ với lệ. Cứ đem thiên hạ ra mà dọa con. Thiên hạ người ta cười hay là khóc thì đâu có liên quan gì đến con. Yeah. Chẳng có liên quan gì cả. Yeah. Mà mày không nghe người ta vẫn hát à? Hát cái gì? Trời ơi, trời, 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 cái gì trời? Tình chỉ cần hai đứa chấp nhận mà thôi. Đừng nhìn về dĩ vãng của ngày xưa. Dù đời không như ý ta mong đợi, thì cũng bắt đầu từ đây. Ôi trời ơi. Thôi à. Yeah. Anh hát hay hơn Bằng Kiều. Để em bảo lãnh anh qua bên Mỹ cho anh vô trong trung tâm tiếng Nga dập thằng Bằng Kiều.
Nhiều khi anh đứng cạnh còn cao hơn nó. Anh ơi, em có tuổi rồi, nhảy tới nhảy lui nóng quá. À, xin phép anh cho em được vô restroom em tắm cho em và cho con em nhé. Hả? Cái gì? Đi về đây cưới chồng còn mang con về cho nó nhìn và cho nhục à? Oh no no, con của con là con thỏ nè. Ôi giời ơi, lại con thỏ. Em lại yêu cả súc vật à, anh đâu có biết đâu. Yeah, em thích nuôi thỏ lắm, nuôi nó để lấy lông mày áo. Sao con? Mày chết đứng như Từ Hải rồi phải không con? Trời ơi, mày lấy một con vợ vừa già vừa xấu mà vừa ác nữa cơ. Không phải ác bình thường mà ác như một con quỷ. Mày nhìn cáo lông nó kìa, nó mặc một cáo lông to như thế. Con thỏ bé như thế thì nó phải giết cả 100 con mới được cáo lông đấy. No, 101 con. Ôi trời ơi, trời. Anh ơi, anh có muốn tắm chung với em với thỏ không? Thôi, em cứ vào tắm trước đi. Ồ, em cứ... không tắm chung với em à? Thôi đi đường này, đi vào đây tắm hả? Đi. Đợi em chút nha. Baby, sao không vào tắm chung luôn đi? Sẵn buồn buồn đó, nó lột da, nó vặt lông mày ra, nó may quần. Nghe là phát lộn ruột lên. Con ơi con, mày đâu có thiếu tình mẫu tử đâu con. Trời ơi, bây giờ lại còn đi thuê cái bà già về, bà tắm cho mày nữa cơ, lại còn kêu bằng em ấy rồi. Ôi nhục nhã quá con ơi. Trời ơi, mẹ cứ than thân trách phận làm cái gì. Bây giờ mẹ xem, đàn ông Việt Nam ai chả muốn lấy vợ Việt Kiều, vừa có tiền cơm no bò cưỡi. Bò với chả cưỡi. Cái đêm nằm anh ôm bà già này anh không sợ à? Đêm nằm thì nhà ngói tắt đèn cũng như nhà tranh thôi. Trời ơi. Thì mà mẹ hỏi bao nhiêu ông ở dưới này đây này, có ông nào mà ôm vợ mà mở mắt đâu, nhắm mắt hết. Ông nào ôm vợ cũng nhắm mắt, chỉ có mở mắt lúc mà ôm bồ thôi. Con ơi, tương lai đại học của con đang sáng rực rỡ như thế, con không đi học mà con lại đi ôm cái bà già như thế này là sao hả con? Thì đi học cuối cùng con cũng là để kiếm tiền thôi, nhưng mà bây giờ thời buổi bây giờ bao nhiêu thằng bạn con ra trường rồi là thất nghiệp không có tiền, đi bưng phở hết. Bây giờ con này lại còn khoa văn nữa rồi. Khoa văn thì đi ra treo bằng lên xong rồi là đi chạy xe ôm à. Thì đằng nào cũng ôm thì ôm bà này vừa sướng vừa có tiền. Trời ơi, nó nói ra tôi tưởng giống như nó đi bán thân ấy. Thế ngày xưa Thúy Kiều bán mình chuộc cha được cả 1000 lượng vàng đấy. Thế anh ôm bà già này đã trả anh bao nhiêu tiền? Thúy Kiều là Thúy Kiều, người ta vừa con gái mà còn trinh. Mẹ làm sao mà sẽ mẹ so với con. Bây giờ con tính sơ sơ cho mẹ này. Bây giờ nếu mà có làm hôn thú giả ấy, thì cũng mất 30.000 đô. Rồi qua tới nơi mình lại còn nhà cửa xe cộ tiền tiêu vặt. Con tính sơ sơ là con lãi to rồi. Lãi to, lãi bé, lãi lớn gì mẹ không biết. Mẹ thương con quá Hùng ơi. Con bé nhỏ như thế này mà con lọt vào tay cái mụ già kia, bà vần mày vài đêm thì mày nát như tương ấy con ạ. Mày có biết là người ta đang tuổi hồi xuân không? Sao mẹ biết? Thì tao cũng đang hồi xuân như bà tao biết. Con lấy cho mẹ một ông nhá. Thôi, không có Tây Tàu Mỹ gì hết ấy. Anh đừng có mà bán rẻ uy tín dòng họ nhà mình nhá. Con nhớ là nhà mình làm gì có uy tín nào đâu mà bán nhỉ? Ôi giời ơi, ông ơi là ông ơi. Ông ơi, nó còn bảo gia đình mình không có tí uy tín gì kìa. Ôi giời, nói thế mà còn cười được nữa kìa. Em muốn hát bài à? Hát đi. No, hát. Nóng. À, nóng. Ba. Bà nội của tôi. Bà lại cho tôi hỏi tí đi, bà ngoại. Này, thế bà ấy, bà qua Mỹ năm bao tuổi mà sao bà nói tiếng Việt trọ trẻ cứ như trẻ con lên ba thế? Tôi qua Mỹ 10... À, lúc 10 tuổi thảo nào? No, 10 năm về trước. Lúc đó tôi 42 tuổi. Cái gì? 42 tuổi bà mới đi Mỹ? Yeah. Mà bà nói tiếng như vậy hả? Mẹ, có biết nói tiếng bình thường không mẹ? Biết chứ. Nói như vậy mới mệt. Ăn, hai cái giòi nước của anh đó, trời đất ơi. Giòi nước nóng, nước lạnh mà không có để. Em mở giòi nước nóng, em tưởng nước lạnh. Em đẩy con thỏ vô nó tuột lông, nó chết tại chỗ. Ôi, đằng nào cũng chết rồi. Em đừng có buồn nữa.
Em đâu có buồn à. Sẵn nó chết rồi, em vô chồng em nấu rượu nấu thỏ cho ăn nghe. Ủa gia đình không thích ăn rượu nấu thỏ hả? Vậy thôi để vô rút xương chiên giòn. Trời ơi trời, chưa có một con nào nó ác như con này nhá. Trời ơi, nó không phải ác bình thường mà nó là một con quái thú. Một con thỏ lông nó cũng ăn nhá. Lông nó dùng mà thịt nó cũng ăn mà xương nó cũng nuốt luôn. Trời ơi, một con quỷ già. Ôi trời ơi, em sao anh trao đảo vậy? Từ nãy đến giờ sao nó cứ choáng hoài à? Em phải hết sức thông cảm nhà anh. Vì em về đột ngột không có báo trước cho nên là không có sửa sang gì. No baby, I don't care. Anh đừng có lo chuyện đó. Theo như cái tính của em đó em sẽ cho cái xe ủi lô tới đây. Nó giật sập nhà anh kéo xuống cào. Không còn cục gạch đâu trơn trời. Hả? Này, mày đừng có bị mày là Việt Kiều nha. Về đây muốn làm cái gì làm nhá. Đừng có mà ủi sạch nhà này nhá. Này, truyền hồn báo danh cho mà biết nhá. Đất này là đất hương hỏa của dòng họ vua Lê ba đời để lại đấy. Mẹ lại quá. Làm gì mà vua Lê mà để làm gì có xi măng mà xây. Bây giờ, nhưng mà bây giờ vật liệu nó đắt lắm, đừng có xây. Sửa thơ sơ sơ thôi. Nhà này mà sửa gì nữa, đập đi, xây 3-4 tầng. Hả? Con vừa nói gì? Con xây nhà mới lên cho mẹ. Ủa sao giờ mẹ anh nói giọng của em luôn vậy? Mỗi lần choáng là nói tiếng Miên luôn. Vậy thôi, nếu mẹ anh không thích thì em với anh ra khách sạn. Mẹ anh cứ ở cái nhà hương hỏa của bà. Thôi, hương hỏa hay hương hồn gì cứ giặt sập cho mẹ nhá. Cứ xây cao lên cho mẹ. Con. Dạ con đây mẹ. Con. Đây. Con. Đây mới là con của mẹ đây. Ôi giời ơi, dâu hiền, dâu thảo của mẹ đây. Ôi giời ơi. Thương quá cơ. Em ơi, bây giờ mẹ nhìn sát mặt con mẹ mới định hình lại nhá. Con trẻ quá con ạ. Trẻ gì mà trẻ măng ấy. Nó như măng non ấy. Em ơi, nó ở bên Mỹ có khác như con. 52 tuổi mà nhìn cứ như 25 ấy. Kỳ duyên mà gặp con nó chỉ có mà xách dép cho con thôi. Con ơi, xây cho mẹ 2 tầng nhá. Đập nhà ra mà xây có 2 tầng chi cho nó mất công, sẵn xây 3 tầng luôn. Hả? Con nói gì? Xây tới 3. Nói giọng bình thường đi, xây cho 3 tầng. À, xây 3 tầng hả? Ôi giời ơi, con ơi, nó còn trẻ hơn cái số tuổi 25 nữa con ơi. Con ơi, con xoay một vòng cho mẹ xem nào. Thôi đừng xoay chóng mặt lắm, để mẹ tự xoay được rồi con ơi. Con ơi là con, mẹ xoay con chóng mặt lắm phải không? Con ngồi đây đi. Trời ơi, nó trẻ như 19 tuổi. Eo ơi, nó ngồi mà nó còn cao hơn con ca sĩ tóc tiên luôn ấy. Trời, cao gì mà cao thế. Con ơi, xây cho mẹ 3 tầng con nhá. Xây 3 tầng sẵn, xây luôn cái tầng hầm để mình bỏ xe hơi. Cái gì? Có cả ô tô nữa à? Ôi trời ơi con ơi, trung tâm Thúy Nga còn ca sĩ nào mà trẻ hơn tóc tiên không con? Không, tóc tiên trẻ nhất. À, mẹ nhớ rồi, bé Xuân Mai. Ôi, con cò bé của mẹ ơi. Eo ơi, nãy giờ nó vào đây, tôi nhìn cái áo lông của nó là tôi đã hình dung đây là một con cò rồi. Eo ơi, con cò này xinh quá, con trẻ như 4 tuổi ấy. Rồi nhà mình bây giờ cứ như vườn mẫu giáo ấy. Con cò bé, nó đậu cành tre, đi không hỏi mẹ trốn đi đường nào. Hùng ơi, con trốn đâu rồi? Trốn đâu rồi? Ôi dồi, như vườn mẫu giáo này. Ôi, mẹ thấy con rồi. Hú hà. Con trốn mẹ à? Tại sao con trốn mẹ thế? Mẹ làm quá đấy, con xấu hổ lắm. Xấu hổ cái gì? Mới đây mẹ vừa mới nói con là mắt như mù. Giờ... Mù cái gì? Mắt anh mới là sáng như trăng rằm ấy. Bố anh mới mù kìa. Ông ơi là ông ơi. Ngày xưa ông mù nên ông lấy tôi xấu như cú như cáo. Bây giờ con ông nó lấy một con vợ đẹp như hương như hoa, như tiên như Phật. Ông ơi, trời ơi con ơi, dâu này nó mang vinh hạnh về cho gia đình nhà mình rồi. Con ơi, con mang xe hơi này, nhà lầu cho bố con này. Chả trách gì, nãy giờ con vào đây, bố con nhìn con cười tê tét đấy, thấy không? Đây là bố của anh hả? Ừ. Mà bố anh không biết hỏa vậy? Anh không biết là đây có phải bố anh không nữa. Sao tự nhiên là mẹ lại treo một cái hình cười toe toét lên như thế mà thờ nhỉ? Con ơi, con biết không? Ngày xưa đấy, bố chết đi, đâu có tiền mà rửa ảnh đâu con. Thế là mẹ lấy bột màu, mẹ họa lên hình bố con đấy. Bây giờ con mang vẻ vang rồi. Mai mốt mẹ rửa một cái hình bố thật to, mẹ treo lên nhá. Vinh hạnh quá con ơi, mẹ yêu con quá.
Con bị yêu con xin đi. Xin đi. Xin đi à. Xin đi. Gì nhỉ? Ủa xấu quá. Xin đi. Ai vậy em? Sao mày rốt thế con? Vợ chồng người ta đấy. Sao mẹ biết? Trời ơi, nhìn vậy mà không biết à? Cả gia đình người ta mua được có một miếng vải thôi, chia ra làm đôi, chồng may cái quần, vợ may cái áo. Nhìn xa cứ như là cây vải di động ấy. Em vợ, chồng em thật à? Cháu chào bác. Rồi. Mày kêu vợ tao bằng em, sao mày kêu tao tới bằng bác lận? Bởi vì bác không phải người yêu của cháu. Bác người yêu của cháu, cháu cũng kêu bác bằng em thôi. Này cũng ba phải chứ. Ba phải, bốn phải cái gì? Nó nói là chính xác rồi. Trời ơi, khiếp, nhìn định hình xấu gì mà xấu thế. Rồi ôi, đàn ông mà còn bày đặt mặc áo bèo giạt mây trôi nữa. Mặc cái bộ đồ đã không xác định được giới tính rồi. À, nhìn kỹ, tưởng như là vũ sư Nguyễn Hưng cái gì. Xin lỗi, nhìn ông là thấy mất hứng rồi. Cái xấu gì mà xấu thế, con ơi, chồng con già quá, xấu quá, cao quá, không xứng đôi vừa lứa với con đâu. Con đứng cạnh thằng Hùng với mẹ này. Đấy. Ôi giời ơi, đẹp đôi nhá, xứng đôi vừa lứa nhá. Con lấy Hùng là sự lựa chọn đúng nhất. Con ơi con, con phải bỏ ngay lão già này nhá. Khóc lóc năn nỉ ô gì bỏ ngay. Con mà không bỏ lão ta, mẹ buồn con lắm đấy. Có gì đâu mà phải buồn mẹ. Sao không buồn? Nó mà không bỏ là mất mẹ căn nhà ba tầng đấy. Đi vào. Cái gì vào, vào. Gì? Này này, sẵn vào vẽ cho mẹ thiết kế căn nhà ba tầng nhá. Với lại kêu con cò bé bé nó san bằng cái ao rau muống, nó làm cái bể bơi cho mẹ bơi. Chiều chiều bơi như vịt cho nó vui. Công nhận á, em chịu đựng cái bà này nổi hay thiệt á. Xin đi à. Anh còn khóc nữa hả? À, xì. Tưởng anh khóc chứ. Nóng quá. Xin đi à. Anh biết em vẫn còn thương anh mà. Nếu không còn thương anh á, thì em đâu có chọn cái bộ đồ mà ngày xưa chúng ta đi thi chương trình Dancing Dreams. Thấy không? Tha lỗi cho anh đi. Tha lỗi cho anh đi. Buông ra. Tha lỗi cho anh buông đi. Buông ra. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Anh nhớ lại đi. Ngày xưa anh về Việt Nam á, mẹ con tôi còn quỳ xuống nữa kìa. Tôi năn nỉ anh, tôi nói anh ơi đừng có bỏ mẹ con tôi. Vậy mà anh cũng đi về Việt Nam. Anh nói gái bên bển nó trẻ quá, nó đẹp quá. Giò nó dài tới nách. Nó đứng bên trái mà nó ngoái lỗ tai bên phải, làm sao chịu nổi. Anh thấy chưa? Bây giờ nó về đó, nó ăn hết của anh rồi. Nó đuổi anh ra khỏi nhà rồi, anh mới đi kiếm tôi phải không? Có bao giờ anh đi về Việt Nam anh ăn, anh chơi mà anh nghĩ tới vợ anh không? Lúc ăn thì anh nhớ, còn lúc chơi thì anh quên. Anh còn nói vậy nữa hả? Tôi hỏi anh nè, có bao giờ anh ngồi anh nghĩ tới em? Có bao giờ anh buồn anh khóc vì em? Tình yêu ta ly tan vùng vỡ khi đẹp đôi, vì sao thế em làm gì có lỗi? Đúng. Trời ơi, cái gì vậy? Tôi đúng mà nạt tôi dữ vậy? Em không có lỗi, anh mới là người có lỗi nè. Em biết không, anh rất hối hận. Nhiều đêm á, anh không ngủ được, suốt đêm anh khóc đó em biết không? Anh đừng có xạo, chưa bao giờ tôi thấy một giọt nước mắt của anh. Anh khóc rồi sao em thấy được chứ? Bởi vì nước mắt đàn ông không rơi thành dòng. Nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng, ôm sầu mà vẫn tươi cười. Khi em nói đến câu giã từ để muôn đời gọi mãi tên em. Tha thứ cho anh đi, xin đi. Xin đi, cho anh cơ hội thứ hai đi, xin đi. Nha. Xin cái gì đi? Em này, nếu mà em hát như thế thành ra là em vẫn còn lưu luyến với ông ấy. Nhưng sao mà em hát cái bài đó được? Dạ, hát bài gì? Em phải hát cái bài này này.
ta xa rồi em nhé. Đường anh cứ đi, đừng về bên gác cho để mặc tôi với đời. Anh đi thật xa, đừng nhớ chuyện ngày qua. Tình nhân hỡi, giờ xa cách nhau. Vỗ tay cái gì cả bác nữa. Sao? Ai mà đi muốn vợ về mà lại hát cái bài đấy, ai người ta về? Chứ hát bài gì? Bác, bây giờ bác phải hát cái bài này. Bài gì? À, em ơi sao em đành vội nói câu chia ly. Em ơi sao em đành vội bỏ anh ra đi. Anh luôn yêu em và sẽ thứ tha cho em. Ơi em, người yêu dấu ơi. Trời đất ơi, anh đang có lỗi mà anh kêu anh thứ tha cho tôi. Tôi lỗi gì mà anh thứ tha? Hát hộ bác cái nhưng mà. Hát hộ gì cũng vậy. Đúng rồi em ơi, hát đúng đó. Tha lỗi cho anh đi mà. Không có tha lỗi cho anh. Em không có tha lỗi cho anh thì bữa nay anh kêu em kêu anh tới làm cái gì? Kêu anh tới đây để chứng minh cho anh biết. Mấy anh cứ tưởng đàn ông của tụi anh á đi về Việt Nam lấy được gái trẻ, còn đàn bà của tụi tôi chồng bỏ là ngày mai chết hết hả? Không có đâu. Thế giới này nó vẫn xoay, trái đất này nó không có sạp. Mà một điều quan trọng nữa là đàn bà tụi tôi không hề chết. Đặc biệt còn lấy trai trẻ đẹp hơn của anh nhiều. Anh nên nhìn vô nè, nhìn cái gương nè. Anh thấy trai của tôi không? Trẻ hơn anh rồi đó. Đúng luôn. Đẹp trai hơn anh đó. Chính xác. Điều quan trọng là hát hay hơn anh. Sự thật. Đặc biệt là cùng size với tôi. Cái này đúng nhất à. Anh thấy chưa? Đàn ông của tụi anh sao tàn nhẫn quá vậy? Hả? Sao anh tàn nhẫn quá vậy? Đàn bà mấy em lấy kép nghĩ cũng tàn nhẫn đâu thua vậy đàn ông. Thôi bây giờ tôi có nói nhiều với anh. Anh đi về đi, anh ra đi nơi này vẫn thế. Never see you again. Đi đường này. Thôi được rồi. Nếu em đã nói vậy thì anh sẽ đi. Chúc em hạnh phúc. Bây giờ phải về sống cảnh gà trống nuôi cháu ngoại. Bác ơi. Gì? Mày đừng có tao mà xì nha mày. Cháu xúc động đấy. Bởi vì cháu thấy bác già rồi mà còn bị vợ bỏ. Thôi đứng đây một tí đi, để cháu hỏi xem như nào. Từ nãy đến giờ anh biết là em lấy tôi á chỉ vì là trả thù chồng thôi chứ đâu có yêu đương gì đâu. Đúng có phải rồi. Không? Đúng rồi. Mày là con nít làm sao mới yêu mày được. Giờ tính như nào? Thế bây giờ như này. Bác. Bác phải hết sức thông cảm với bác trai. Bởi vì đàn ông mà người ta lỗi lầm nhưng mà người ta biết lỗi rồi người ta về, người ta năn nỉ, người ta... Bác phải hết sức thông cảm, bác dằn lòng xuống, bác quay về hai vợ chồng hạnh phúc thôi. Chứ không còn tình cũng còn nghĩa mà. Vậy anh không có yêu em hả? Ui dồi ôi, làm sao mà yêu được. Từ nãy giờ gọi bác bằng em mà cứ giận hết cả gai ốc lên đây này. Vậy thôi, bác cảm ơn con. Dạ, dạ, không có gì. Mà anh thấy chưa? Người ta người dân nước lạ đó mà ta còn suy nghĩ vậy. Ta trẻ hơn anh, ta không biết suy nghĩ nữa. Anh giờ anh có về Việt Nam ăn chơi nữa không? Nếu mà anh còn về Việt Nam ăn chơi, tôi về đây tôi lấy Hùng á. Thôi, không cần. Anh thề với em, kể từ ngày hôm nay anh không về Việt Nam quậy nữa. Thiệt không? Bị hết tiền là sao quậy được. Nói vậy hả? Giỡn thôi. Sao rồi? Gương vỡ lại lành rồi à? Tay trong tay, hạnh phúc lứa đôi, quay về với nhau rồi à? Dạ, gia đình em hạnh phúc rồi chị. Rồi, chết rồi. Cuộc đời của tôi lại chôn chân trong căn nhà hương hỏa hương hồn này rồi. Không có sự thay đổi con ơi. Hello everybody. Ai vậy? Ai hello, how are you? Hello yeah. Anh là ai ạ? Tôi là Việt kiều Mỹ. Tôi về đây kiếm... Thôi, từ nãy giờ nghe cái giọng này nhức hết cả đầu rồi. Giờ nói bình thường, nói tiếng Việt được không?
Được chứ, mới qua Mỹ có 1 năm mà rành tiếng Việt lắm à. Chị có biết tiếng Mỹ thôi. Dạ xin được phép tự giới thiệu, tôi tên Trực. À, tôi là Dương Thường Trực. Ôi sao tên gì buồn cười thế, thế Dương suốt ngày à? Dạ non stop. Bây giờ anh đến đây đi tìm ai? À tôi tới tôi tìm người yêu của tôi. Nhầm à? Nhìn cái mặt lại thấy nhầm rồi. Sao ngắm? Đứng lùi ra đây. Ở đây á, toán là viện dưỡng lão không à. Không có gái trẻ mà tìm người yêu. Đâu có nhầm được, người yêu tôi có viết địa chỉ rõ ràng đây, nhà ở đây nè, đó, rõ ràng đây nè. Đó, người yêu tôi tên Tuyết. Minh Tuyết không phải nhà ở đây. Tôi đâu có tìm Minh Tuyết, tôi kiếm Bạch Tuyết. Lại càng nhầm nữa. Sao nhầm? Ở đây toàn phù thủy không? Không có Bạch Tuyết. Có, Bạch Tuyết chính là nickname của mẹ. Hả? Hả? Bạch Tuyết. Đúng. Bạch Tuyết ở chú Lụng. Đúng. Trời ơi, hồi nãy vô là anh nghi lắm mà. Nghi gì? Bạch Tuyết ơi, có một chú Lụng ở đây còn 6 chú kia đâu? Dạ, em chưa có đẻ. Hả? Tuyết. Hoàng tử của lòng em. Bạch Tuyết. Trời ơi, thằng này hoàng tử hả? Ừ. Chắc anh đi tự tử của em rồi. Thầy vào quá. Ghiền. My, my Snow White. Hoàng tử ơi, hoàng tử của lòng em ơi, anh hôm nay anh đã về với em rồi à. Trời ơi Tuyết ơi, ơi đã 50 tuổi rồi mà em nhìn còn trẻ măng à. Tao nói tươi xanh như nồi canh vậy đó. Có căng da mặt không? Em không có căng, em chỉ vá vài chỗ thôi. Vá mãi đến bây giờ mà nó hết da luôn, ngủ nhắm mắt không được anh ạ. Tuyết ơi. Ơi. Trời ơi, em sexy quá. Em hot girl của anh. Ôi dồi ôi, anh ơi, cái tên Dương Thường Trực không là em nghe em đã phê rồi. Anh ơi, anh trẻ quá, anh ngoài đời đẹp trai quá. Mẹ. Cái gì? Ôi, căn cứ ở chỗ nào mà bà, mẹ bảo ông này đẹp trai? Thế Việt Kiều là đẹp thôi. Con nhìn đi, mở mắt to mà nhìn kìa. Người ta đẹp từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, trắng muốt muồn muột. Anh cười đi anh. Hàm răng còn trắng hơn cả bộ đồ nữa cơ. Anh ơi, mất điện là không bao giờ em lạc anh đâu. Sao vậy? Tại một lần mà cúp điện á, em cứ nói anh cười đi là em tìm thấy anh được ngay. Anh biết mà, răng anh trắng hột xoàn kém thua. Anh ơi. Này 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 này. Gì? Ông kia. Ra đây tôi à? Để anh nghĩ ra lời chút xíu. Ừ. Rồi, đừng có hôn gió nữa. Cậu muốn nói gì với tôi? Năm nay ông bao tuổi? Thế cậu bao nhiêu tuổi? 25. 25 tuổi? À. 25 tuổi. Vậy hai đứa mình bằng tuổi với nhau á. Bắt tay cái làm bạn được không? Nhưng mà nói nghe, bây giờ đó tôi lấy má cậu thì theo như gia dế, cậu phải gọi tôi bằng bố. Bố cái ông nội nha, ông ấy bố. Em, bố, em ơi, muốn bố. Con em đang hiếp anh kìa. Anh không chịu đâu. Con, tại sao con lại ăn hiếp bố như thế? Bố ơi, bố ơi, bố đừng cười nữa. Bây giờ con gọi ai là bố bây giờ? Thôi kệ chúng nó đi, chuyện mình làm. Ngoan ngoan ngoan. Ngoan 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 ngoan. Ngoan, ôi dồi, tay cứ như cánh gà, thèm thật ý. Ôi gì? Anh. Sao? Ôi dồi ôi, em nhớ anh quá. Anh cũng nhớ em quá trời luôn đó. Nó Tuyết biết không, anh rất là thèm khát, hao hức được về đây gặp em. Sao lâu quá anh không về? Nhưng Tuyết ơi, đã nhiều lần anh muốn trở về thăm em, nhưng vì vé máy bay nó mắc quá. Cho nên 4 tháng nay anh phải dành dụm. No food, no drink, no shopping, no nhiều thứ khác, mà anh chỉ đủ mua vé một chiều. Chị chiều kia ai lo? Tuyết lo. Trời ơi, Tuyết đánh đất hương hỏa, Tuyết lo cho anh ấy. Tuyết lo cho anh à? Một chiều bác ơi, một chiều. Con bó Tuyết tay với thằng anh. Việt Kiều một chiều này bác ơi. Anh yêu em.
Ôi giời ơi. Em cũng yêu anh. Mẹ ơi thôi thôi mẹ, con lạy mẹ. Cái gì mà mẹ con lạy mẹ? Tao tới sống thì tao chết tới nơi vậy. Thiên hạ người ta cười cho thối mặt ra mẹ ơi. Cười cái gì mà cười? Thiên hạ bây giờ có cười mẹ cũng giúp ích gì được mẹ đâu. Lúc nãy con dạy mẹ một câu gì con không nhớ à? Câu gì? Tình mình hai đứa chấp nhận mà thôi. Đừng nhìn về gì vang muôn ngày qua. Dù là không như ý ta mong đợi thì cũng bắt đầu từ đây. Quá. Chị Mừng gọi đại bàng, chị Mừng gọi đại bàng bồ câu nghe rõ trả lời. Nghe rồi, nghe rồi, nghe rồi. Mọi chuyện đã ổn rồi. Nghe rồi, chim cút nghe rồi. Đưa thằng chủ ra đi, đưa thằng chủ ra đi. Xong hết chưa, xong hết chưa? Xong hết rồi, xong hết rồi. Ổn chưa? Ổn rồi, đưa thằng chủ ra đi. Nè nè. Cái chuyện gì mà ôm sòm vậy? Hả? Tất cả mọi chuyện các chú làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Mày ra cái gì vậy? An toàn rồi, một con kiến cũng không chui qua được. Mày điên hả? Này, không có kiến nào ở trong này đâu. Cái quần này tao ủi mà, nó có nó cũng chết rồi. Này, thế là cái chuyện mà bố mẹ tôi mướn hai anh làm vệ sĩ là có thật đấy à? Dạ có. Ôi dồi, thế thì chết tôi rồi. Tôi đâu có cần vệ sĩ gì tối cất. Phải cần chứ. Có chuyện gì đâu. Phải cần chứ. Trời ơi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đúng. Đó. Trèo cao thì té đau. Tào lao. Tôi nghĩ á, ông bà mướn tôi á, đó là cái trách nhiệm của tụi tôi phải làm là phải bảo vệ anh. Nhưng mà bảo vệ, có ai muốn làm gì tôi đâu mà bảo vệ. Có, hồi nãy đó có một con búp bê bị hư đó. Nó chạy, nếu không có tụi tôi thì chết. Chết chắc. Nguy hiểm lắm. Thôi, tôi thấy là cái chuyện này nó không, tôi không quen đâu. Làm này rồi người ta để ý nó trông như là dở hơi á. Dạ không sao đâu. Đây là ông bà chỉ có mướn có hai người thôi. Chứ còn bình thường có những ca sĩ khác người ta mướn tới mười mấy người mà khán giả không ai bu. À thế thì nói chuyện đến ông bà. Thế thì tôi dặn hai chú là đón bố mẹ tôi sang đây để xem cái show 50 năm của tôi. Bây giờ ông bà đâu? Xong hết rồi, yên tâm, thân chủ yên tâm. Giao cho tôi là yên tâm. Bởi vì à, không thích nhưng mà ông bà ngồi đâu? Chỉ cho tôi coi. Dạ, xong hết rồi. Bây giờ đang ngồi rồi. Đang ngồi một cái nơi rất là đẹp. Đang ở Paris rồi. Cái gì? Tại sao là Paris? Cái show Thúy Nga ở Cali. Show Paris by night là ở Cali. Tại sao lại đi Paris? Tại thiếu cái chữ by night. Ông biểu book show, book vé cho má tôi đi Thúy Nga Paris. Tôi tưởng đâu qua bển coi bà Thúy Nga. Thôi chết rồi. Thôi. Qua đó mới gặp bà Thúy thôi. Chưa có thấy bà Nga. Nói phải nói rõ ràng chứ bây giờ. Nói bây giờ bút vé rồi, qua bên đó rồi. Các chú không hiểu là nếu mà hôm nay ông bà cụ tôi mà không có mặt ở đây thì không có ai giúp tôi giải quyết được cái mớ bòn bon này. Tôi điên đầu. Mớ bòn bon gì? Còn tụi tôi chi? Thân chủ nói gì kỳ vậy? Đây tụi tôi là theo lời ông bà chủ là phải bảo vệ mà. Phục vụ là có phương châm. Đúng. Phục vụ là phải có phương châm. Bảo vệ thân chủ. Lương lãnh đủ. Thôi. Hai chú im đi, tôi không biết giải quyết cái vụ này thôi.
Sao mà chửi quá trời chửi vậy? Trả tháng có 6.000 đô mà chửi như thú. Làm ở về mà chửi như ở đời vậy. Tôi nói rồi, hồi xưa đừng có làm security, đi làm người mẫu chứ không nghe. Ông điên hả? Chân có thước mốc làm người mẫu. Từ đầu tới chân á, tính cái chân không còn đỡ. Biết vậy rồi. Mà mình á, tại vì mình nghĩ là mình lực lưỡng cho nên mình mới đi làm bảo vệ. Chứ nếu mình ốm yếu đâu bảo vệ làm gì? Ốm yếu mới dễ lan lỗi ông ơi, sao mắc cười quá. Ông ngộ thiệt. Hư. Gì? Búp bê hư nó ra lại rồi. Bảo vệ thân chủ. Tìm một con đường, tìm một lối ra. Ngày qua ngày, tìm hoài không ra. Chỉ chỗ cho bà ra đi. Anh Huy đâu? Anh Huy đứa cuối, anh Huy của tôi đâu? Sao hồi nãy anh gạt tôi vô trọng kia không thấy anh Huy đâu hết. Anh Huy đâu? Thiêm ơi Thiêm, tự trọng sẽ đi Thiêm. Hả? Đúng rồi, phải giữ tự trọng. Yêu cầu anh khiêng bà ra ngoài. Đó là trách nhiệm của mình, khiêng bà ra ngoài. Khiêng bà này cho gãy lưng hả? Bà như con heo gì mà sao khiêng nổi. Anh Huy đâu? Trời ơi, tôi yêu ảnh mà. Cái gì? Hả? Yêu anh Huy hả? À. Cái gì? Trời ơi. Thì ra thân chủ mình ăn ốc đổ vỏ. Hốt nhỏ rồi xong giờ bỏ nhỏ này. Bây giờ người ta mới đi tìm á. Nó mới đi tìm đó. Chết rồi. Mà ông này cũng hay á. Nhỏ gì mà ăn hết được hay thiệt. Cái thẩm mỹ về nghệ thuật thì có. Đúng rồi. Mà thẩm mỹ về mỹ thuật hình như Đức Huy không có. Ghê quá, nó giống như cái phim của con gì Annabelle gì đó. Hả? À? Ghê quá. Đâu anh Huy đâu? Hả? Anh Huy đâu? Nè nè đi. Hả? Anh Huy đâu? Giạt ra đi, giạt ra, yêu cầu giạt ra đi. Giạt cái gì? Này này. Anh Huy đâu? À đây đây. Anh Huy. Anh Huy. Đó. Ơi. Ơi ơi. Ủa? Ơi. Em là ai? Hả? Em là ai vậy? Kéo ra. Ai vậy? Làm gì vậy? Hả? Tôi muốn tặng anh Huy. Anh Huy tuổi con heo mà. Tặng anh nè. Đưa đây. Nè, lấy con heo này, lấy con heo này. Rồi thôi lấy con heo này đi. Lấy heo này đi. Anh Huy, anh không nhớ em hả? Em là ai? Em trời em nhắc Huy đi. Ơi. Này chị ơi. Bữa nay là anh nói là ba má anh tới đây để coi mắt em mà. À. Em có phải là Jennifer trên mạng không? Dạ đúng rồi, Jennifer đây. Trời ơi. Nói thiệt với em. Bây giờ nhiều Jennifer quá, đâu biết Jennifer nào. À, mà hai cái Jennifer kia tôi biết là hai Jennifer đẹp không á. Jennifer Phạm với Jennifer Nguyễn là bà Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà đẹp á. Thì có ăn có thôi, cũng Jennifer vậy. Con này phơ chứ gì mà phơ. Cẩn thận, thân chủ, cẩn thận. Cái gì? Ủa, mà làm anh gì nhớ đâu? Cẩn thận, nó đè là chết đó. Không. Cái gì vậy? Không, không, để tôi nói, bình tĩnh, cô này không sao đâu. Có hơi khác cái hình mà em gửi cho anh trên mạng thôi. Chắc là có Photoshop gì phải không? Dạ. Nó không có Photoshop đâu, nó chặt đầu con khác nó để vô. Ông đừng có xạo. Không có, hình của em thiệt đó mà. Nhưng mà sao? Sao em ăn mặc kỳ cục vậy? Không, cái style em nó vậy mà. Của tiên. Rồi em lên đây. Rồi ơi. Em lên đây làm gì vậy? Trời ơi. Muốn ngồi nè. Anh quên rồi hả? Anh nói với em là bữa nay ba má tới đây ha, coi mắt em. Có đúng. Em gặp rồi, em sẽ dẫn anh với ba má anh ra Trà Băng rút 1 triệu đô ra cho xài. Trời ơi à. Sao nó giàu dữ vậy? Ghê ta. Sâu sống mà giàu ghê. Kệ mẹ, nhắm mắt làm liều đi. Cái đó của ông Huy mà. Thì bây giờ ông hốt, tôi với ông hốt luôn. À kệ đi. À ba má có rồi. Ba má sẽ tới không, không nhưng mà cái chuyện đó nó ba má tới đây rồi. Có. Thì vậy? Tới đây khoan, lúc khoan. Dạ. Để em tôi giải quyết cho. À, ba má của anh Huy tới rồi. Đâu? À, đang ngồi kéo máy ngoài kia. Ủa? À, đúng rồi. Tội nghiệp bác gái thua 5.000. Thua 5.000 kéo không được. Thua 5.000 bây giờ cái tay hết đánh piano được rồi. Chuyện nhỏ. Thua 5.000 phải không? Đây, cầm lấy 10.000 qua. Hả? Ra ngoài đưa hai bác, mời hai bác vô nha. Trời ơi. Thôi em, không được. Anh không thể nào để em làm chuyện không này. Không sao mà làm. Không có nhiều đâu. Kỳ lắm. Anh cứ yên tâm đi. Thôi hai người đứng tâm sự đi. Tôi ra tôi mời bác vô. Dạ. Hay quá nha. Trời ơi sao tụi bay để tao đây. Chị Huy, sao anh hưởng hợi với em vậy?
ghét quá à. Anh quên nè hả? Anh quên là anh nhắc có những kỷ niệm với em rất là nhiều mà. Em biết không? À, mỗi lần em nghe cái bài hát mà Người Tình Trăm Năm á, anh có, em có cảm giác là anh viết cái bài đó riêng tặng cho em á. Bậy bạ nè. Anh biết hồi đó là hồi em chưa đẻ luôn mà. Nhưng mà em có cảm giác vậy mà. Hay là à, hồi nãy anh có cái đàn đó anh lấy ra, cái đàn cho em hát chút xíu được không? Chớn chơi hoài. Chơi gì? Đi vô nè, đi, tôi đợi cho em hát đi mà. Đàn đâu? Đã quá, nịnh được cái rồi. Rồi sao? Mày ngồi ha, ngồi ha. Dạ đứng, 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 đứng nè, đứng cho nó sung lên. Lại nè. Vô nhanh, vô luôn nha. Vô, 2, 3. Đến một ngày, một ngày nào đó em sang, một ngày nào đó em nhớ có một lần, một lần mình nói ta yêu nhau, có luật sư làm chứng. Bầu trời sợ lời của tôi rồi đó bà. Cái gì vậy mới hay chứ, nó bằng trăng gì, bằng trăng đâu bằng luật sư anh. Luật sư nó có giấy tờ đàng hoàng. Một lần đã chọn nghề hiếm dâm với anh, em mãi là người tình trăm năm. Thiếu nhan sắc nhưng mà hát cũng gần được. Đâu, anh thấy nhan sắc anh đẹp mà. Nãy em ngồi ghế kia cái ông kia ông chạy nước miếng quá trời. Quay á, quay. Ủa ai vậy? Quay hả? Quay hả, quay? Ai vậy? Quay à? Ủa? Quay à? Cái này đủ rồi. Quay à, quay. Đủ rồi, giãn ra cho tao. Quay à? Con ở đâu rồi? Dạ con đây, con đây. Quay đâu bò? À cái biệt anh là bố đây. Quay đâu? Tới đó cái biệt anh là bố đây. Hả? Anh nhìn Quay. Ba má anh. Ủa sao kỳ vậy? À, anh nói tiếng Bắc, rồi ba anh nói tiếng Trung, còn má anh nói tiếng gì giống tiếng Thái vậy? Anh cũng không biết làm sao luôn. Anh nghe kỹ rồi coi nó nói gì vậy? Quay đâu? Tại sao mày đi ở má gì khờ? Mày hát mày bỏ ba má mày ở dưới quê. Ông nói cũng hiểu chứ cà đi. Để tôi đóng dịch cho nên để đi ở mẹ đi cá lơ mì đâu rồi. Ủa cái gì vậy? Anh đi mày chục năm rồi, anh đi America, anh đi Army đâu. Ai qua Mỹ hát được không? Tại em đúng không? Ba má chứ quê không biết gì trơn. Để tôi thông dịch cho lại, nói là đi lâu quá mà cũng biết gì trơn đi tê. Là cái gì với anh? Sắp hiểu rồi. Ba má nói gì em không nghe không được. Anh cũng sắp hiểu thôi. Khi nào anh hiểu anh nói em nghe. Dạ. À ta hầu chưa? Ô chứ ba bỏ mày đẻ mày ra mà mày nuôi mày rồi lớn lên rồi mày bỏ mày đi má chục năm rồi mày mới không về mày bỏ mày má chứ quê mới đúa mày chơi trần hả? Để mà thông dịch chó là ra tôi con đẻ con ra đây là cho con bù đây rồi chứ ra đâu cũng ai biết thế chứ con đi mẹ chục năm á chứ con chưa về thế Quy để tôi dịch cho. Nói gì vậy? Thôi nói được rồi, núa không có hiểu gì hết trơn. Thôi tôi dịch cho nè con. Thôi cho má mày nuôi lên mày bị mày mấy cho mình về trong bấu đó rồi trong mấy trong đủ rồi. Ba má nói gì vậy em nghe nữa. Má nói đó là nhìn cái tướng em mà mai mốt đẻ đó nhiều sữa cho con bú lắm. Hay quá. Bà qua bà nói chuyện đi không hiểu. Ý là bà nói là con á là cháu ni là con á có lấy tân hủy đó là coi như là con đẻ nhiều là con có chừa cho con là bù đó. Con nó không có hiểu cái nuốt cái tiếng mà khó nghe để tôi nuốt cho nghe. Tao bà cháu là cái quay đâu chứ quê là cháu là lớn lên rồi chưa hồi xưa má cho ông bú nhờ ông bú hạt hà dạ là sao tao nhìn thì đó vậy thôi. Ê, không hiểu gì cả thôi. Thôi mà tao thấy hai đứa bay đẹp đôi rồi. Đám cưới đây. Đám cưới luôn. Dạ khoan. À, con tự giới thiệu con là
Jennifer. Biết rồi. Không biết, không biết. Ngu ngu. Thì hai đứa đẹp đôi là bạc chó, hai đứa lấy nhau luôn. Lại nhau đi, lại nhau đi. Nó làm nằm cười đi. Ta nói giãn ra, không có giãn ra, có thể em nhập vào. Thì được rồi đó, mày hốt nó đi về mày, mày hốt con này thôi, về thôi, mày thôi, ăn thôi, một hả? Năm. Thôi. Này, mày hốt con này về mày ăn thịt, thanh ghi vi hay thịt. Bác ơi bác. Tôi bác bỏ hai ông bây giờ. Hai bác ơi. Hai ông lột mặt nạ ra dùm đi. Hai bác muốn hỏi tôi gì không? Bác cái gì, hai ông xin đi. Rồi con tên là Jennifer gì? Dạ Jennifer. Jennifer. Dạ. Jennifer. Dạ. Chết mẹ nè. Đàn bò con ghế mà có rau ông ơi. Phơ. Dạ. Phơ ơi phơ. Dạ. Rồi sao con nguyên quán ở đâu? Dạ hồi đó con có nguyên cái quán phở, giờ con ế qua con sang rồi. Con này sao nó ngu dữ vậy? Tôi hủa nó nguyên quán mà hắn kêu không có quán phở. Hắn có quán phở kệ cho hắn chứ. Ê, ý bạch trái hồi là cái quê quán. À, không, quán của con không có quê đâu, sang lắm. À, bị quán sang quá nó sang quán rồi. Quán mày sang kệ mày mày chứ. Ý tao hủa mày là cái quê, cái chỗ mà ba má mày. Cái nơi mà ba má sanh em ra. Ba má mày một đêm không ngủ cỡ mày đó. Hiểu rồi. Đúng rồi. Dạ. Quê. Dạ, ở bệnh viện Từ Vũ á. Con này nó ngu mà nó ngu kiên nhẫn ghê. Con này lại về khó đào tạo. Đúng rồi. Tài năng tiềm ẩn nhưng mà rất khó đào tạo. Thôi, lật bài ngửa chơi với nó đi. Rồi. Tôi nói cho cô nghe nè. Cô á không phải là đàn bà gì hết. Ê, cho chấm lấy cho mày. Ủa? Lấy đây. Đây, đây, đây. Hai người này là... Nãy giờ đó, anh thấy cái chuyện nó rối quá rồi, bây giờ anh muốn trình bày sự thật cho em nghe. Đó. Cái này là hai người sư. Dạ đúng, ai đem là sư cụ. Sư cụ đó tí. Là bởi vì... Dạ, tụi em là... cũng chỉ sư cụ lấy tiền thôi. Ủa sao hai người ta... Sờ câu cả một tháng mà lãnh lương có một lần. Có gì kỳ vậy? Thì đó. Sao hai người vô làm giả ba má anh Quy là sao? Đây là như thế này, để anh trình bày. Là dạo sau này đó, anh đi hát thì có rất nhiều người hâm mộ. Dạ. Và mỗi người hâm mộ một cách khác nhau. Dễ sợ. Đúng không? Dễ sợ. Và đi nơi nào thì mà mình được người hâm mộ, như vậy là quý rồi. Dễ sợ. Và gặp cái trường hợp như em đó thì anh cũng rất quý mà... Mấy người này lại lên lại ngăn cản em. Thì thật ra anh nghĩ là em cũng không cần phải cải trang làm gái như thế này. Yes, sir. Yes, sir. Em hiểu không? Thế thì anh nghĩ là em cứ cứ là em. Rồi em nói là em lên em muốn gặp ai thì em gặp, thì người ta sẽ cho em gặp. Không được. Em muốn gặp mấy lần rồi mà hai cái ông nội này cứ cản hoài, cho nên em mới giả gái gì chứ. Giả gái gì mà thích mẹ luôn à. Thế tại sao mà em không email cho anh để anh biết trước? Hay là em gửi thơ? Em gửi mấy trăm lá thơ email cho anh mà sao anh không trả lời? Anh có nhận được cái gì đâu. Ôi, sao kỳ vậy? Hai đứa kia, mấy cái email tụi bay xóa hết rồi hả? Dạ, xóa hết rồi, thơ nhận được đâu hết rồi. Đó, anh thấy không? Hai ông này kỳ cục ghê. Thế cái chuyện này đâu cần phải rối. Không, mà bây giờ nó nói cho cô... Cái gì? Ai? Bây giờ kêu bằng cái gì? Con, không phải thằng, con thằng Lăng. Con thằng Lăng, cái gì? Bây giờ tôi nói cho anh cô nghe nè. Anh cô nghe. Cô anh nghe nè. Mệt quá, nói cho bị điên nghe nè. Mệt rồi. Bây giờ ái mộ kiểu nào cũng có hết. Đó, như là anh Đức Huy anh nói rồi. Nhưng mà ái mộ á, là nó có nhiều cách ái mộ. Mình thương người ta, nghệ sĩ rất cần cái tình thương của khán giả, nhưng mình bày tỏ cái tình cảm của mình như thế nào, đừng làm cho nghệ sĩ người ta sợ. Nói nè, làm dây là đã thấy sợ rồi, chứ đừng nói gì mà tới nói chuyện. Bận đồ dây là tôi đã thấy sợ rồi. Sợ cái gì? Tại bắt buộc lắm em mới làm vậy thôi chứ bộ. Thật ra là em biết anh Huy á, mới đầu anh hát xong á, anh người này rất là cô nương.
Em chỉ muốn gặp thần tượng của em, kết nghĩa là mạnh em thôi. Nhưng mà mấy anh khó quá, mới lần lợi gần anh cứ đuổi đi hoài. Ủa thì tôi ăn cơm chúa phải múa tối ngày, lãnh lương sờ cu phải lo cho đầy đủ chứ. Thôi sờ cu đi tem mà. Em biết rồi. Thôi về mốt em không có giả gái nữa. Thích gì đúng rồi, mai mốt anh cứ để bình thường con người của anh, tụi tôi sẽ lo cho anh hết mọi cái. Mà anh nói trước nha, anh em không phải là BD đâu đó. Anh là em là đàn ông đàng hoàng á, phải giỡn đâu à. Thôi, thôi bây giờ hiểu nhau hết chưa? Còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không. À, nói chung là mai mốt cứ muốn gặp anh Đức Huy là gặp tụi tôi. Đây. Mà báo cho biết là tháng sau là ba má anh đuổi rồi. Ủa gì kỳ vậy? Đuổi tụi tôi rồi. Ủa, nên liên hệ người khác. Muốn về làm sờ cô mà sờ cô không tốt đuổi. Ủa gì kỳ vậy anh Huy? Đây. Thôi hai người này dễ thương mà. Má, cái tiền hồi nãy trả lại cho anh á. Dạ. Tại vì thật sự tụi tôi muốn làm vậy cho anh ấy thôi, chứ ba má con Huy bây giờ không có đi coi được. Nhưng mà còn có 9.800 thôi nha. Sao vậy? 200 hai đứa chơi roulette rồi. Trời ơi. Không sao, em tặng luôn. Thôi. Giàu mà. Thôi vậy được, thông cảm giùm tôi nha. Dạ. Tại nghề của tụi tôi mà. Anh cũng thông cảm cho em nha anh. Dạ. Tại cái nghề của tụi em vậy. Vâng, dầu sao cũng phải cảm ơn em. À, em rất nhiệt tình. Yeah. Và bây giờ thì mọi chuyện mình còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không, bây giờ em vui bây lắm. Bây giờ con tim đã vui trở lại chưa? Dạ. Con tim đã vui trở lại. Trời ơi, vui lắm anh ơi. Con tim đã vui trở lại chưa? Vui quá thì vui quá rồi. Con tim nó lòi ra ngoài luôn. Thôi rồi, con tim vui lại rồi. Chưa. Mình phải làm gì nè? Vui hát đi. Dạ, con tim đã vui trở lại. Và tình yêu đã dâng về người. Còn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi.